Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 8. Là mày làm chị ấy bị thương. Khi nói câu này, toàn thân Tô Thương tản ra lửa giận ngút trời, khí thế khủng bố, một trận gió lớn thổi tới, dữ dội vô cùng. Những binh lính nước Đê ở gần đó, toàn bộ không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, trên mặt viết đầy chữ sợ hãi, thấp thỏm, dè dặt. Trần Thượng Vân nhìn thấy như vậy thì nâng cao cảnh giác. Nghênh đón ánh mắt của Tô Thương, nhíu mày nói, cậu là ai? Trả lời câu hỏi của tao. Tô Thương bước về trước một bước, chỉ vào Tô Dực Cân rồi trầm giọng nói, là mày làm chị ấy bị thương. Hừ, Trần Thượng Vân không trả lời mà hừ lạnh một tiếng, nói cậu thanh niên, cậu quá ngông cuồng rồi, cái tuổi này của cậu, thiên phú có cao mấy thì có thể mạnh được đến đâu chứ, cậu nghĩ tôi sợ cậu thật sao? Trả lời tôi. Tô Thương lại bước lên bước nữa, cuồng phong bao phủ bốn phía, trầm giọng chất phất, là mày làm chị ấy bị thương. Ngông cuồng. Tô Thương càng hung hăng, Trần Thượng Vân càng không dám tự mình ra tay, anh ta liếc nhìn sang hai tên tông sư bên cạnh, nói các người, lên đi, giết chết thằng nhãi đó cho tôi. Cậu ta chẳng qua mới 20 tuổi, cao lắm cũng chỉ là tông sư trung kỳ thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người. Cái này. Hai tên tông sư đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra Tô Thương rất mạnh, Trần Thượng Vân chỉ là muốn dùng bọn họ để thăm dò Tô Thương mà thôi, cho nên có chút không tình nguyện. Hử! Trần Thọng Vân sầm mặt lại nói, sao nào, mệnh lệnh của tôi, các người dám không nghe sao? Không dám! Vậy còn không mau ra tay? Trần Thượng Vân lạnh giọng nói. Vâng! Hoàn toàn là bất đắc dĩ mà! Hai tên tông sư chỉ đành nghe theo lệnh, tung ra toàn bộ sức mạnh, cùng nhau ra tay với Tô Thương. Ha ha! Muốn chết! Tô Thương liên tục cười lạnh, rồi ngưng tụ một lưỡi dao nước phóng thẳng ra. Hiện giờ, Tô Thương vẫn đang ở trạng thái của huyết tế, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí có thể so được với bán địa tông. Đừng nói là hai tên tông sư trung kỳ bọn họ, cho dù là tông sư đỉnh phong thì Tô Thương cũng có thể giơ tay ra giết chết dễ dàng. Vù, vù. Bởi vậy, kết quả không ngoài dự đoán, Tô Thương phóng ra lưỡi dao nước trong nháy mắt liền biến thành hai lưỡi dao cứa đứt cổ hai tên tông sư võ đạo. Hai người này còn chưa kịp phản ứng gì đã trở thành hai xác chết rồi. Soạt. Cảnh tượng này khiến nơi đó dấy lên một cơn sóng to gió lớn, tất cả binh lính nước Đê nhìn thấy như vậy, toàn bộ đều thất kinh hồn vía. Ngay cả Trần Thượng Vân cũng tràn đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm nói, cái gì? Sao mà mạnh quá vậy? Tiếp theo chính là mày. Ánh mắt Tô Thương nhìn sang Trần Thượng Vân, lạnh giọng nói, mấy chuyện ác độc của mày, tao đã nghe hết rồi. Là người luyện võ mà mày dùng máu tươi để làm thuốc dẫn để tu luyện tà thuật, giết hại mạng người vô tội, vô số người dân nước Hoa đã chết trong tay mày, mày đáng chết. Tô Thương sầm mặt lại, từng bước đi về phía Trần Thượng Vân, lạnh lùng nói, tao là Tô Huyền Thiên của nước Hoa. Mời mày chịu chết nhé. Tô Thương nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu như bùa đòi mạng, không ngừng đả kích Trần Thượng Vân. Trần Thượng Vân lập tức phản ứng lại, suy nghĩ một lúc, rồi vội vàng nói, người thanh niên, tôi thừa nhận thực lực của cậu không yếu nhưng tôi cũng không phải là người dễ đối phó. Tôi có thể phát hiện ra, thực lực của tôi và cậu ngang nhau, nếu như cậu muốn giết tôi thì chắc chắn cũng phải trả giá đắt. Thà rằng như vậy. Chúng ta hà tất phải chém giết lẫn nhau, chỉ bằng thương lượng với nhau một chút. Trong ánh mắt của Trần Thượng Vân lộ ra một tia sát ý, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười nói, người lúc nãy đánh Tô Dực Cân bị thương chính là tướng lĩnh của hai tên tông sư trung kỳ kia. Bây giờ bọn họ đều bị cậu giết chết rồi, cậu có thể mang Tô Dực Cân rời khỏi chỗ này, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản, chúng ta đều biến chiến tranh thành tơ lụa thì thế nào? Trần Thượng Vân chủ động cầu hòa nói. Như vậy thì cũng được. Tô Thương nghe thấy như vậy, liền dừng bước, gật đầu nhận lời, nói, mục đích của tôi chỉ là muốn cứu Tô Dực Cân, còn những chuyện khác tôi không quan tâm, nếu như anh đồng ý cho tôi mang Tô Dực Cân đi thì giữa chúng ta có thể tránh được một cuộc chiến. Ha ha, người anh em, tư tưởng lớn gặp nhau mà. Trần Thương Vân cười nói, kỳ thực, tôi cảm thấy chúng ta không cần phải đối địch với nhau, sau này có cơ hội có lẽ còn có thể làm bạn bè. Lần sau hãy nói, tôi đi trước đây. Tô Thương cười đáp lại, rồi sau đó quay lưng đi,
chậm rãi tiến về phía Tô Dực Cân. Lúc này, Trần Thượng Vân ở sau lưng anh, nhìn thấy anh không có đề phòng. Ha ha, đúng là vẫn còn non mà. Trần Thượng Vân nhìn thấy như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạo, và ngay lập tức ra tay đánh giết Tô Thương. Nhưng ai mà ngờ, Tô Thương sớm đã có đề phòng, trong nháy mắt ngưng tụ lưỡi dao nước, mỗi tay một cái, ném thẳng ra ngoài. Điều này Trần Thượng Vân vạn lần không hề nghĩ tới, anh ta vội vàng nghiêng qua tránh một lưỡi dao nước, nhưng vẫn bị lưỡi thứ hai đánh trúng ngực. Theo lực của lưỡi dao, Trần Thượng Vân bị bay rớt ra ngoài, nhưng dù sao anh ta cũng là cao thủ bán địa tông, rất nhanh đã có thể đứng chững lại. Phốc! Lực công kích của lưỡi dao nước rất mạnh, khóe miệng Trần Thượng Vân dịn máu, anh ta thẹn quá hóa giận nói, tên hèn hạ, mày sớm đã biết tao không có ý định giảng hòa, nên mới tương kế tự kế. Ha ha! Tô Thương nhìn Trần Thượng Vân rồi cười nhạo nói, cái trò vặt vãnh đó của mày, quá vụng về rồi, trường hợp này, tao đã trải qua hàng trăm, ngàn lần rồi, sao lại có thể lừa tao được chứ? Huyền Thiên Tiên Đế đã tu luyện ngàn vạn năm rồi, còn Tô Thương cũng đã gặp qua rất nhiều người lừa đảo. So với mấy lão yêu quái đó thì chút tâm địa gian xảo này của Trần Thượng Vân căn bản không đáng để nhắc tới. Tao đã nhận lời Tô Dực Cân giết chết mày, thì mày bắt buộc phải chết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Lúc này, Tô Thương thừa thắng xông lên, xoay người giết Trần Thượng Vân. Hừ, đừng tưởng là tao sợ mày. Trần Thượng Vân nổi giận, rồi lập tức điều động chân khí toàn thân, nghênh đón Tô Thương. Cứ như vậy, hai người xông vào đánh nhau. Thực lực bây giờ của Tô Thương đối phó với Trần Thượng Vân không phải là chuyện khó, dù sao Trần Thượng Vân cũng chưa thực sự đạt tới bán địa tông, chỉ là so với tông sư đỉnh phong bình thường mạnh hơn nhiều thôi. Trong vòng 100 hiệp, Tô Thương đã nắm chắc chuyện đã nhận lời với chị gái, giết chết Trần Thượng Vân. Trần Thượng Vân càng đánh càng hoảng, bởi vì anh ta có thể cảm nhận được, người thanh niên trước mặt mình mạnh hơn mình rất nhiều, cứ tiếp tục đánh thì mình chắc chắn thua không cần phải nghi ngờ. Người đâu, giết Tô Dực Cân cho tôi. Lúc này, Trần Thượng Vân vội vàng ra lệnh. Anh ta biết người thanh niên trước mặt rất quan tâm đến Tô Dực Cân, cho nên muốn dùng chuyện này để làm đối phương phân tâm. Vâng. Binh lính nước D ở bên cạnh nhận được mệnh lệnh của Trần Thượng Vân liền vây quanh lại. Giết một cô gái đang bất tỉnh, bọn họ đương nhiên không e ngại rồi. Còn con chó Teddy bên cạnh càng không lọt vào mắt của bọn họ. Người thanh niên, cậu còn không đi cứu Tô Dực Cân sao? Trần Thượng Vân nhìn thấy như vậy, liền cố ý nhắc nhở. Một con chó cảnh chỉ to bằng quả dưa hấu vậy mà há miệng ra một cái lại có thể phóng ra một luồng sóng khí kinh khủng như vậy, trực tiếp giết chết hơn trăm tên binh lính nước D. Khủng bố quá! Quá sức khủng bố rồi! Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ đều trợn mắt há mồm, sau khi phản ứng lại thì đều biến sắc, cơ thể run lẩy bẩy, không kìm được mà lùi về sau mấy bước. Trần Thượng Vân nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi vô cùng, cho dù kiến thức của anh ta rộng lớn, nhưng những chuyện đang xảy ra trước mắt đã vượt ra khỏi hiểu biết của anh ta về thế giới này rồi. Nếu như đối phương là một cao thủ võ thuật thì Trần Thượng Vân cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, bởi vì tự anh ta cũng có thể làm được như vậy. Thậm chí, thực lực của anh ta còn mạnh hơn, mỗi lần ra tay có thể giết chết 300 người. Nhưng làm ra những chuyện này không phải là con người, mà chỉ là một con chó cảnh, cái này quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng ngay khi Trần Thượng Vân còn đang mải quan sát Bạch Miêu thì Tô Thương đã nắm bắt lấy cơ hội này, tung ra hai lưỡi dao nước. Bù! Ngay sau đó, hai lưỡi dao nước cùng lúc cắt đứt hai chân của Trần Thượng Vân, máu bắn ra tung tóe. A! Trần Thượng Vân kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người trực tiếp ngã quỵ xuống đất, vội vàng vận công để cầm máu lại. Ha ha! Mày làm mấy việc này cũng không có ý nghĩa gì nữa đâu, tối nay, mày chết chắc. Tô Thương nhìn thấy như vậy, khóe miệng nhếch lên, bước nhanh lên phía trước, tiếp tục ra tay. Hai chân của Trần Thượng Vân đã không thể đứng dậy được nữa rồi, đương nhiên anh ta đã không còn là đối thủ của Tô Thương, rất nhanh đã bị đánh ngã sấp xuống đất, hơi thở trở nên yếu ớt dần. Giờ này, phút này, anh ta đã hoàn toàn sợ hãi rồi, ngước lên nhìn Tô Thương, run rẩy cầu xin, Tô Huyền Thiên, cậu đừng giết tôi, cho tôi một cơ hội, cầu xin cậu. Tô Thương lắc đầu cười lạnh, một từ cũng không nói,
từ trong lòng bàn tay một lưỡi dao nước đang dần được hình thành. Trần Thượng Vân nhìn thấy như vậy, bị dọa cho biến sắc, anh ta biết bây giờ bản thân đã không còn khả năng tránh né nữa rồi, nếu như Tô Thương ra tay thì chính mình chết không phải nghi ngờ. Anh ta chỉ còn kém một chút nữa thôi thì đã có thể bước vào cảnh giới bán địa tông rồi. Chỉ cần đạt được cảnh giới bán địa tông thì thực lực của anh ta sẽ trải qua biến hóa kinh thiên động địa. Cho nên, Trần Thượng Vân không cam tâm bị giết chết lúc này, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại đưa ra một quyết định. Tô Huyền Thiên, cậu là tông sư đỉnh phong đúng không? Cậu có muốn mau chóng đạt tới cảnh giới địa tông không? Tôi có thể giúp cậu. Mày sao? Lưỡi dao nước đã thành hình, tỏa ra uy thế vô cùng khủng khiếp, một tay Tô Thương khẽ nâng lưỡi dao nước lên, cười nhẹ nói, làm thế nào để giúp tao? Tôi có một viên phệ huyết châu, chỉ cần không ngừng hấp thụ máu tươi, thì có thể nhanh chóng giúp cậu nâng cao thực lực. Trần Thượng Vân dụ dỗ nói, chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ dùng phệ huyết châu giúp cậu đột phá lên bán địa tông, thậm chí có thể đạt tới địa tông chân chính. Tô Thương mang theo nụ cười, bước tới trước một bước rồi hiếu kỳ nói, phệ huyết châu là cái gì, sao tao lại chưa từng nghe nói đến? Là do kiến thức của cậu hạn hẹp thôi. Trần Thượng Vân nhìn Tô Thương, rồi giải thích nói, phệ huyết châu là thánh vật của nước Đê chúng tôi, có thể dùng khí huyết để luyện hóa thành chân khí, ngay khi một lượng lớn chân khí được rót vào cơ thể thì có thể đột phá cảnh giới. Thần kỳ như vậy sao? Tô Thương khẽ híp mắt cười nói, mày nói cho tao biết chuyện này, không sợ bị tao cướp đi phệ huyết châu sao? Đương nhiên không sợ. Trần Thượng Vân tự tin nói, phệ huyết châu đã nhận tôi làm chủ, trong thế gian này chỉ có mình tôi mới có thể khởi động nó, nếu như cậu giết tôi rồi thì mãi mãi cùng đừng mơ tới việc dùng phệ huyết châu. Tô Huyền Thiên, chỉ cần cậu tha cho tôi, chúng ta có thể làm bạn bè, cùng nhau tu luyện phệ huyết châu, không lâu sau, cả thế giới này đều sẽ là của chúng ta. Trần Thượng Vân dã tâm bừng bừng nói, đến lúc đó, cậu làm chủ thế giới, còn tôi sẽ là quân sư của cậu, chúng ta cùng nhau thống trị năm châu bốn bể, cùng nhìn xuống sơn hà vạn dặm. Tao không tin, mày đem phệ huyết châu lấy ra trước cho tao nhìn xem. Tô Thương nói, được. Trần Thượng Vân không chần chừ mà vươn tay lấy từ trong lòng ra một viên ngọc màu đỏ tươi to bằng quả trứng gà. Viên ngọc này có hình bầu dục không đều, trên đó có các vết rỗ, bao phủ bởi các đường vân, nó phát ra ánh sáng màu đỏ máu nhạt, còn tỏa ra một luồng không khí u ám. Đây chính là phệ huyết châu. Khí tức và màu máu trên người Trần Thượng Vân là từ phệ huyết châu mà ra. Hừ! Ánh mắt Tô Thương nhìn xuống phệ huyết châu, lập tức khóe miệng nhếch lên. Phệ huyết châu gì chứ? Mình còn tưởng cái thứ bá đạo gì? Đây còn không phải là ma khí cấp thấp mà các ma đầu ở Huyền Thiên Tiên Vực đã luyện chế ra sao? Không đúng. Nhìn chất lượng của nó thậm chí còn không được coi là một ma khí cấp thấp nữa. Nó chỉ là một bán thành phẩm mà những đệ tử bình thường của ma môn ở Huyền Thiên Tiên Vực cũng không thèm sử dụng nữa. Nhưng mà, đây là trái đất, cho nên ma khí đương nhiên rất quý giá. Hơn nữa, ở trong ma khí này đã có tinh huyết của hàng vạn người rồi, cho nên năng lượng ẩn chứa bên trong nó cũng không yếu nha. Đương nhiên, đây cũng đã là cực hạn của nó rồi, nó không có cách nào để hút thêm tinh huyết được nữa, cho nên tinh huyết của bao nhiêu xác chết ở dưới chân thành trì mới còn nguyên như vậy, chắc hẳn là Trần Thượng Vân dự định luyện hóa hết tinh huyết bên trong ma khí rồi mới lại bắt đầu hấp thu máu huyết ở các thi thể dưới đất kia. Không cần phải nói. Cái ma khí này vì có tinh huyết rồi nên cũng xem như là một đồ tốt. Bây giờ mình sử dụng huyết tế, sau khi trời sáng thì khí huyết sẽ khô cạn dần đi, bản thân sẽ rơi vào trạng thái suy yếu vô cùng. Tô Thương chăm chú nhìn phệ huyết châu trong tay của Trần Thượng Vân, khóe miệng khẽ nhếch lên, nếu như mình có được thứ này rồi thì không chỉ có thể nhanh chóng bổ sung được khí huyết bị thâm hụt, thậm chí còn có thể đột phá lên luyện khí tầng 5 nữa. Ha ha! Đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh mà, cái tên Trần Thượng Vân này thật khéo hiểu lòng người. Tô Thương đã quyết định sẽ chiếm phệ huyết châu làm của riêng, nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Trần Thượng Vân nhìn biểu cảm của Tô Thương thì đã đoán ra được suy nghĩ của Tô Thương, trong lòng vô cùng lo lắng, sau đó lại nhắc nhở nói, Tô Huyền Thiên, tôi không có lừa cậu đâu nhé, chỉ có tôi mới biết được cách sử dụng phệ huyết châu. Nếu như cậu giết tôi rồi thì phệ huyết châu cũng như thứ bỏ đi mà thôi. Ha ha, yên tâm đi, mấy thứ còn lợi hại hơn cái ma khí này, tao đều gặp qua rồi,
thứ trong tay mày chẳng cũng chỉ là đồ bán thành phẩm hạ cấp, tao sẽ dùng nó tốt hơn mày. Tô Thương khẽ cười, rồi ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, lưỡi dao nước đã được chuẩn bị nãy giờ trong nháy mắt rời khỏi tay của Tô Thương. Bù! Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi dao nước cắt đứt khí quản của Trần Thượng Vân bằng một động tác nhanh chóng và mãnh liệt. Ặc! Trần Thượng Vân chưa kịp nói câu nào, máu tươi bắn ra khắp nơi, rất nhanh đã ngừng thở, trở thành một xác chết không hồn. Phệ huyết châu trong tay anh ta cũng rơi xuống đất, nhấp nháy ánh hồng quang. Tô Thương vẫn đứng yên tại chỗ, xòe bàn tay ra thì phệ huyết châu liền ngoan ngoãn bay tới tay của anh. Nguyên liệu không tệ, vậy mà lại là thiên thạch ở ngoài vũ trụ, ẩn chứa các thuộc tính của không gian, đáng tiếc là người chế tạo nó, kỹ thuật quá kém, ngay cả 1% tính năng của nó cũng không khai quật được. Tô Thương khá là hài lòng, sau đó ném nó vào giữa không trung, hai tay nắm chặt lại. Vù vù. Trong khoảnh khắc, phệ huyết châu lơ lửng trên không trung, huyết quang càng ngày càng đậm, giống như một quả trăng máu, uy lực mà nó tỏa ra mạnh hơn vô số lần. Trong khoảng thời gian mấy hơi thở thôi, Tô Thương đã thanh tẩy hết khí tức của Trần Thượng Vân ở trên phệ huyết châu, biến nó thành vật của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giết. Dưới thành trì, 7-8 vạn binh lính nước Đê chắc chắn phải giết một nửa mới có thể an ủi các linh hồn của tướng sĩ nước Hoa. Tô Thương mặt trầm như nước, bước qua thi thể của Trần Thượng Vân, từng bước một, không khí xung quanh dường như bị đông cứng lại. Xôn xao. Quân địch ở hiện trường, trước đó đã bị Bạch Miêu làm cho sợ vỡ mật, sau đó còn tận mắt nhìn thấy quân sư Trần bị giết chết nên đã sớm cảm thấy cực kỳ sợ hãi, bọn họ không ai bảo ai mà đều không tự chủ được lùi lại phía sau. Hai vị tướng quân chết rồi, quân sư cũng đã chết rồi. Thủ đoạn của quân sư Trần cao cường như vậy, mấy ngày trước còn dẫn đầu mấy một vạn người chúng ta đi giết chết mấy chục vạn dân chúng nước Hoa, vậy sao lại chết ở đây được? Thanh niên này mạnh quá đi, đến cả quân sư Trần cũng không phải là đối thủ của anh ta. Con chó Teddy bên cạnh cũng quá kỳ lạ, nó là yêu quái à, há mồm gào thôi mà đã giết hơn 100 người của chúng ta rồi. Đông đảo binh sĩ nước Đê đang nơm nớp lo sợ, hốt hoảng, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, kết quả là cũng chết hơn 1000 người. Mọi người bình tĩnh lại đi. Lúc này, một tên tướng lĩnh cảnh giới hóa kình đỉnh phong đứng dậy, cắn răng, nghiến lợi nói, chúng ta không được hốt hoảng, anh ta chỉ có một mình, con chó kia có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một con vật, chúng ta người đông thế mạnh, anh ta có giết cũng không giết hết được, liều mạng với bọn họ thôi. Đúng vậy. Chạy trốn cũng vô ích, sẽ chỉ càng thêm bị động thôi, liều mạng đi. Chân khí của người luyện võ có hạn, nếu đánh nhau thật thì rất nhanh anh ta sẽ kiệt sức thôi, mọi người xông lên đi. Cơ hội vươn lên đến rồi, giết được anh ta, chắc chắn sẽ được đế đô mời đến. Chấm chấm chấm. Sau khi bị mấy tên tướng lĩnh hóa kình kích động, tinh thần của tất cả binh lính tại hiện trường đều được nâng cao lên, quần chúng kích động xông lên chém giết. Trong chốc lát âm thanh vang vọng ngút trời. Sâu kiến có nhiều rốt cuộc vẫn là sâu kiến mà thôi. Tô Thương đến bên cạnh Tô Dực Cân, cúi người bế cô lên, trầm giọng nói, Bạch Miêu, cứ giết đi, nhớ giữ lại thực lực, trời sáng tao sẽ rất suy yếu, cần mày bảo vệ nữa. Vâng, chủ nhân. Bạch Miêu đáp lại rồi lập tức thi triển thôn thiên linh thú quyết, toàn thân tản ra uy thế kinh khủng, nghênh đón quân địch minh mông. Nó giống như tia cực quang hủy diệt màu nâu, những nơi nó đi qua, máu chảy thành sông, không một ai may mắn thoát khỏi. Không hổ là yêu thú, lực chiến đấu của Bạch Miêu còn mạnh hơn mình tưởng tượng, có thể so với tông sư đỉnh phong. Hơn nữa, thể chất của nó kinh người, có đấu đá bừa bãi thì lượng tiêu hao linh khí cũng không lớn. Tô Thương híp hai con mắt lại, thản nhiên nói, cứ theo đà này thì toàn bộ 7-8 vạn binh sĩ nước Đê đều sẽ bị giết hết. Thôi được, đã như vậy thì cứ giết hết đi, bọn họ chết cũng không có gì phải tiếc nuối. Vừa dứt lời, Tô Thương mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm dài của chị gái vốn đang nằm trên mặt đất thì giây phút này lại lung lay, sau đó bay thẳng đến tay của Tô Thương. Ngay sau đó, Tô Thương cầm thanh kiếm dài trong tay, cõng Tô Dực Cân ở trên lưng, còn anh như một cỗ máy chết chóc, một kiếm vung lên đã giết chết hơn 10 người. Nhất thời, hiện trường huyết quang ngập trời. Tiếng kêu la thảm thiết bên tai không dứt. Đây là một trận tàn sát một phía mà.
Thực lực của Tô Thương và Bạch Miêu nghiền nát hết tất cả quân địch, ra tay không chút lưu tình nào. Điều đáng nói là trong lúc giết người, Bạch Miêu đã sử dụng thôn thiên linh thú quyết để nuốt chửng máu của kẻ mạnh, do đó thay vì chiến đấu sẽ làm giảm linh khí của nó, thì nó càng chiến đấu càng mạnh mẽ, càng đấu càng hăng. Chỉ vỏn vẹn 10 phút mà thôi, một mình Bạch Miêu đã giết hơn mấy vạn binh sĩ nước D. Tốc độ của Tô Thương cũng không chậm, ít hơn Bạch Miêu một chút nhưng cũng 7-8.000 người rồi. Ở hiện trường, hài cốt chất như núi, máu chảy lênh láng khắp mặt đất. Những binh lính nước D còn sót lại đều luống cuống triệt để, cũng không biết dưới sự tiên phong của ai mà nhao nhao vứt vũ khí xuống, đồng loạt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối, xin hãy tha mạng cho chúng tôi chọn đầu hàng, chúng tôi muốn làm tù binh. Tôi còn phải nuôi vợ con trong nhà, còn phải hiếu kính cha mẹ, cầu xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Chuyện giết hại dân thường nước Hoa mấy ngày qua, đều do quân sư Trần quyết định, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Đúng vậy, quân sư Trần có lệnh nên chúng tôi đành phải làm theo, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Chấm chấm chấm. Tất cả binh lính nước D chừng 5-6 vạn người, một đám đông nghìn nghịt quỳ trên mặt đất cầu xin sự tha thứ. Nhưng trong đó cũng rất nhiều người để lộ nụ cười đắc ý, hoàn toàn không bị khủng hoảng như vừa rồi. Bởi vì bọn họ biết nước Hoa có một tôn chỉ, ưu đãi tử binh, đầu hàng không giết. Dù mình có phạm phải tội nghiệt ngập trời ở nước Hoa, chỉ cần buông vũ khí trong tay xuống liền có thể sống sót. Bọn họ xác định vị thanh niên cường đại trước mắt này chắc chắn sẽ tuân thủ quy định không giết người đầu hàng mà thả bọn họ đi. Nên những binh lính nước D này không những không e sợ mà còn cực kỳ đắc ý, rất nhiều người sau khi cầu xin tha thứ lập tức nở nụ cười kiêu ngạo trên mặt. Đương nhiên Tô Thương đã thu hết những cảnh tượng này vào trong mắt, vẻ mặt anh lập tức trở nên u ám, chậm rãi nhìn 5-6 vạn quân địch xung quanh hiện trường, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Mấy người các người dính đầy máu tươi của tướng sĩ nước Hoa trên tay, còn dính máu tươi của dân thường, cướp bóc đốt giết ở nước Hoa, không chuyện ác nào không làm, phạm vào tội ác tày trời. Bây giờ bỏ vũ khí xuống cầu xin tha thứ thì đã muốn để tôi buông tay tha cho các người sao? Ha ha! Nằm mơ đi! Tô Thương bước lên trước một bước, ánh mắt đầy phức tạp, mặt trầm như nước nói, các người có vợ con phải nuôi. Có cha mẹ phải hiếu kính nhưng người nước Hoa chúng tôi cũng không phải bỗng xuất hiện từ trong khe đá mà ra. Mỗi một người nước Hoa bị các người giết chết, đều có gia đình của mình, đều là một người có máu có thịt. Nhưng lúc các người chém giết tàn bạo, có từng nghĩ đến ai sẽ nuôi vợ con bọn họ hay không? Ai sẽ hiếu kính cha mẹ của bọn họ đây? Không hề. Tiếng Tô Thương vang vọng như tiếng chuông lớn, nghiêm nghị nói các người không hề làm vậy. Bây giờ sắp chết đến nơi mới nhớ đầu hàng, tôi nói cho các người biết tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Hôm nay từng người một các người ở đây tất cả đều phải chết, dùng máu tươi của các người để chuộc tội cho việc ác của mình. Dưới trạng thái huyết tế, huyết quang quanh thân Tô Thương ngập trời, vẻ mặt dữ tợn, anh gằn giọng nói, bây giờ hãy dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành việc cứu rỗi cuối cùng của các người đi. Vừa dứt lời, Tô Thương không lưu tình chút nào. Thanh kiếm dài đi qua đến đâu thì hiện trường đều sẽ có thêm mấy chục bộ thi thể. Bạch Miêu nhìn thấy chủ nhân ra tay cũng không do dự nữa mà tiếp tục giết tiếp. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian, kéo dài không dứt. Giết người rồi, nước Hoa không còn đạo đức, lạnh lùng hạ sát thủ với tù binh, chắc chắn sẽ bị 5 quận 19 nước trừng trị. Có người mở miệng hô to. Hừ, Tô Thương một kiếm giết chết trước. Sau đó lạnh lùng nói, ai nói người đầu hàng thì tôi phải chấp nhận đâu. Bây giờ tôi nói rõ cho các người, tôi, đại diện cho nước Hoa, không chấp nhận sự đầu hàng của các người. Nên trong mắt tôi, các người vẫn là quân địch, mà quân địch thì phải bị tiêu diệt. Hậu di chứng của huyết tế. Sau khi rời khỏi thành trì ở biên giới, Tô Thương lái chiếc xe jeep kia trực tiếp chở Tô Dực Cân và Bạch Miêu đi tìm Lưu Huy. Bây giờ đã là 4-5 giờ sáng rồi, ở đường chân trời đã lộ tia sáng màu trắng bạc, báo hiệu trời sắp sửa sáng lên. Đến lúc đó, Tô Thương sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, bắt buộc phải tìm một nơi an toàn và yên tĩnh mới được. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Tô Thương gặp được Lưu Huy ở nơi tách nhau ra trước đó. Tô thiếu gia, Lưu Huy chào hỏi cung kính trước, rồi mới tò mò hỏi, cậu đã tìm thấy chiến thần Dực Cân rồi sao?
chị ấy bị thương rất nặng, đang nằm ở trong xe. Tô Thương từ tốn nói. Lưu Huy liếc mắt nhìn xe Jeep một cái, sau đó thức thời nói, tôi sẽ sắp xếp mấy bác sĩ giỏi nhất ở mấy tỉnh lân cận, mời bọn họ trị liệu cho chiến thần Dực Cân. Không cần đâu, tôi đã cứu chữa xong rồi, một đến hai ngày sau chị ấy sẽ tỉnh lại thôi. Tô Thương ngăn cản, sau đó dặn dò nói, Lưu Huy, tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh, tôi muốn tu luyện. Vâng. Vẻ mặt Lưu Huy tràn đầy kính nể đáp lại, chợ đen Cửu Môn ở thành phố phía đông biên giới ở ngay gần đây, tôi khá quen biết bọn bảo vệ nơi đó, để tôi đưa cậu đi. Được. Tô Thương gật đầu, sau đó cõng chị gái lên đi theo Lưu Huy rời khỏi hiện trường. Bạch Miêu đi theo sát đằng sau. Cũng không lâu lắm, đoàn người đã đến nơi. Chợ đen Cửu Môn ở đây có bố cục xây dựng cơ bản giống y hệt chợ đen Cửu Môn ở Giang Bắc. Tô Thương tìm một cái phòng cho Tô Dực Cân trước, để chị gái nằm trên giường tĩnh dưỡng. Tuy thương thế của Tô Dực Cân khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, Tô Thương đã đưa linh khí vào trong cơ thể cô ấy, hoàn toàn có thể hồi phục lại được như lúc đầu. Không ngờ cảnh giới của chị gái đã là tông sư trung kỳ rồi, thiên phú này đúng là không tồi, sau này sẽ còn phát triển rất lớn nữa. Tô Thương nhìn chị gái đang mê man trên giường, nở một nụ cười bên khóe miệng. Sau đó nói, chẳng qua trên chiến trường vẫn rất nguy hiểm, thực lực này rõ ràng không đủ dùng mà. Chị gái, chị bảo vệ em 20 năm rồi, bây giờ đến lượt em bảo vệ chị. Tô Thương mỉm cười, sau đó điều động linh khí quanh thân chuyển hết sang cơ thể chị gái. Bây giờ, Tô Thương có thể giúp người luyện võ cảnh giới hóa kình đột phá dễ như trở bàn tay, chỉ cần một ít linh khí là làm được rồi. Có điều đối mặt với võ đạo tông sư thì anh phải tiêu hao một lượng linh khí lớn, nhất là trước mắt chị gái còn là tông sư trung kỳ, muốn đột phá tiếp cần rất nhiều năng lượng. Nhưng Tô Thương tin chắc rằng nếu mình chuyển hết toàn bộ linh khí cho chị gái, chỉ dựa vào thiên phú của chị gái, chắc chắn có thể đột phá lên tông sư hậu kỳ, thậm chí còn có cơ hội đặt chân lên tông sư đỉnh phong. Chân khí và linh khí khác nhau một trời một vực, để so sánh thì linh khí bá đạo và cường hãn hơn nhiều. Nên đá năng lượng trong linh khí đến cả người luyện võ cường đại cũng không dám hấp thu bừa bãi. Người tu chân bình thường cũng không thể đưa linh khí của mình vào cơ thể người luyện võ được. Bởi vì linh khí bá đạo sẽ phá hủy gân mạch, đan điền của người tiếp thu nó, hoàn toàn phản tác dụng. Nhưng Tô Thương thì khác, đời trước của anh là Huyền Thiên Tiên Đế, biết một số bí pháp nên mới có thể làm cho linh khí trở nên ôn hòa, dễ hấp thu hơn. Còn một điều nữa. Cho dù bây giờ linh khí trong người Tô Thương có dồi dào bao nhiêu thì sau khi trời sáng, thì tất cả linh khí trong cơ thể anh đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, khí huyết hao tổn. Để linh khí biến mất một cách vô ích như vậy, chỉ bằng tạo phúc cho chị gái. Nửa tiếng trôi qua, tất cả linh khí trong cơ thể Tô Thương đều tiến vào cơ thể của chị gái. Lúc này, vẻ mặt Tô Thương tái nhợt, anh cực kỳ yếu ớt, linh khí bên trong đan điền đã biến mất hoàn toàn. Chị gái, cơ hội em đã cho chị rồi, còn lại phải xem thiên phú của chị. Tô Thương lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười bên khóe miệng. Sau đó, anh đẩy cửa đi ra ngoài, Lưu Huy và Bạch Miêu đều đang ở ngoài cửa. Lưu Huy, sắp xếp người chăm sóc Tô Dực Cân cho tốt. Tô Thương nhìn về phía Lưu Huy, yếu ớt nói, mặt khác, tìm một căn phòng trống khác ở đây cho tôi, và không nên cách xa phòng của Tô Dực Cân quá. Vâng. Lưu Huy đáp lại, nói tiếp, Tô thiếu gia, căn phòng bên cạnh cũng đang trống, cậu có thể nghỉ ngơi ở đó. Làm phiền anh rồi. Tô Thương gật đầu, lúc này hậu di chứng của huyết tế bỗng ập tới, anh bỗng phun ra một ngụm máu, bèn dặn dò nói, Bạch Miêu, mấy ngày tiếp theo không được để bất cứ kẻ nào đến gần phòng của tao, nhớ kỹ, bất cứ kẻ nào. Tuân lệnh, chủ nhân. Bạch Miêu đáp lại. Tô thiếu gia, cậu không sao chứ? Lưu Huy đứng cạnh ân cần hỏi han. Một vết thương nhỏ mà thôi, không đáng để lo. Tô Thương thuận miệng đối phó, sau đó liền nhanh chân đi vào căn phòng bên cạnh. Cũng đúng lúc này, trời đã sáng lên rồi. Chấm chấm chấm. Chuyện ở thành trì biên giới rất nhanh đã truyền vào đế đô, làm kinh sợ toàn bộ các lãnh đạo cấp cao nước D. Mặc dù không còn người nào sống sót nhưng khoa học kỹ thuật của nước D khá phát triển. Bọn họ lợi dụng vệ tinh radar và thông qua một số thủ đoạn đặc thù để lấy hình ảnh chiến đấu ở bên dưới thành trì.
Sau khi nhìn thấy đoạn video, bọn họ càng kinh sợ hơn. 8 vạn tướng sĩ, 2 tông sư trung kỳ, 1 bán địa tông, kết quả lại bị một người, một chó giết sạch. Chuyện này thật khủng bố. Thanh niên kia rốt cuộc là ai, tại sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Người luyện võ cảnh giới từ tông sư trở lên không phải bị cấm tham chiến sao, thanh niên kia có thể giết chết quân sư Trần rõ ràng là đã đặt chân lên địa tông rồi, chuyện này nước Hoa bắt buộc phải cho chúng ta một câu trả lời. Tạm thời không đề cập đến thanh niên kia, con chó kia có lai lịch gì vậy, há mồm thôi mà đã có thể đánh chết hơn 100 tên binh lính rồi, chưa từng nghe thấy chuyện này mà, chẳng lẽ nó là thần thú trong truyền thuyết sao? Cái video này bắt buộc phải niêm phong lại, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ tạo thành đả kích nặng nề lên uy vọng của nước Đê chúng ta, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến cả kế hoạch mở rộng lãnh thổ của con dân chúng ta. Đúng vậy, không được nhắc lại việc này nữa. Lập tức xếp vào mật quyển cấp SSS, niêm phong vĩnh viễn. Mặt khác, bí mật điều tra thanh niên kia rốt cuộc là ai, dù có phải dùng lực lượng cả nước thì cũng phải giết chết cậu ta, nếu cứ để cậu ta mạnh lên nữa đến một tầm cao mới, thì như vậy sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với nước Đê của chúng ta. Hội nghị triệu tập cao tầng nước Đê cuối cùng vẫn quyết định không để lộ với bên ngoài chuyện này, lập tức phong tỏa tin tức, bí mật xử lý sạch sẽ thi thể của 8 vạn người. Nhưng bọn họ cũng sẽ không buông tha cho Tô Thương dễ dàng như vậy, bọn họ ghi lại hình dạng của Tô Thương, âm thầm phái người điều tra. Lúc Tô Thương đến phía đông biên giới đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, mà gần đây Tô Huyền Thiên lại có danh tiếng ở mấy tỉnh phụ cận Giang Bắc nước Hoa. Bởi vậy nên cao tầng nước Đê rất nhanh đã xác nhận được thân phận của Tô Thương. Thanh niên này là tông sư Tô Huyền Thiên. Hừ, anh ta không phải là tông sư, rõ ràng là địa tông mà. Biết là ai cũng tốt, người này không tuân thủ quy tắc, tham chiến bừa bãi, chúng ta có thể đưa ra kháng nghị với nước Hoa để nước Hoa phái người xử phạt anh ta. Không được, bản thân quân sư Trần cũng là bán địa tông, chuyện anh ta làm với nước Hoa mấy ngày qua không vẻ vang chút nào, người đối lý vẫn là chúng ta vẫn nên âm thầm mạt sát người này thôi. Mới 20 tuổi đã đặt chân lên địa tông, mấy trăm năm qua nước Đê chúng ta vẫn không có thiên tài như vậy. Bắt buộc phải bóp chết Tô Huyền Thiên từ trong trứng nước. Giờ này phút này, thành phố nước Hoa, phủ thân vương. Một người đàn ông trung niên mặt mũi anh tuấn uy vũ, đứng chắp tay lại, ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía mặt trời mọc, không biết là mừng hay lo. Phía sau ông ấy, một tên binh lính đến báo tin, quỳ một nửa xuống đất, tư thế một mực cung kính. Trong căn phòng, cực kỳ yên tĩnh. Im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Trạng thái này duy trì thêm vài phút đồng hồ, người đàn ông trung niên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Ha ha, cũng được, bây giờ quận 5 cùng 19 quốc gia đã bắt đầu dục dịch, ý đồ thay đổi kết cấu thiên hạ, quy định trên tông sư không được tham chiến thì chắc chắc cũng không giữ được quá lâu đâu. Trên mặt người đàn ông trung niên nở một nụ cười, lẩm bẩm một mình nói, huống hồ. Lần này là nước Đê làm trái với quy định trước, nếu truy cứu đến cùng thì nước Đê cũng sẽ phải chịu sự khiển trách của quận 5 cùng 19 quốc gia. Nếu không ngoài dự đoán của mình, nước Đê cũng sẽ không hướng quận 5 cùng 19 quốc gia vạch trần chuyện này đâu, nước Hoa mình chỉ cần cứ xem như không biết chuyện gì là được. Người đàn ông trung niên khí chất nho nhã, toàn thân mặc đồ trắng, rất có khả năng lập chiến lược và phong thái chiến thắng ngàn dặm. Vương gia, người tên Tô Huyền Thiên đó xử lý như thế nào? Thuộc hạ bên cạnh dò hỏi. Người đàn ông trung niên này khí phách bất phàm, là em trai ruột của vua hiện tại, Long Từ Hành, phong tước là Bình Thân Vương. Bình Thân Vương Long Từ Hành, bây giờ thống lĩnh ba quân nước Hoa, là người đáng tin tưởng nhất của vua, sức ảnh hưởng ở nước Hoa khiến cho người khác rất kinh ngạc. Ông ấy ra lệnh một tiếng, có thể điều động cả trăm vạn tướng sĩ, quyền hành cao ngút trời. Có 10 vị tướng dưới quyền chỉ huy của anh ấy, Tô Dực Cân là một trong số đó. Tô Huyền Thiên. Lúc đó, nghe thấy thuộc hạ hỏi, Long Từ Hành trầm tư một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười nói, người này không tầm thường, tuổi còn trẻ mà đã chạm đến ngưỡng cửa địa tông, thiên phú thật sự làm người ta khiếp sợ mà, chắc chắn cậu ấy đến từ các tông phái võ thuật cường đại, cũng chỉ có mấy lão bất tử của mấy tông phái đó mới có thể nuôi dưỡng ra được những thiên tài như vậy. Hơn nữa, con chó thú cưng bên cạnh cậu ấy, rõ ràng chỉ là vật ngụy trang, con chó đó có lẽ là thứ mà tông phái võ thuật thuần dưỡng nó,
ta đã từng thấy một con hổ có thể so với cao thủ hóa kình. Long Từ Hành cười nói, tóm lại, Tô Huyền Thiên này, là người có sức mạnh và xuất thân đáng kinh ngạc, dĩ nhiên là muốn lôi kéo rồi. Truyền lệnh của ta, để Triệu Thiên Sách lập tức lên đường đến Giang Bắc, tìm cơ hội qua lại thân thiết với Tô Huyền Thiên. Long Từ Hành nghiêm mặt nói. Vâng. Người trợ thủ này đầu tiên là đồng ý, sau đó nghi ngờ hỏi, vương gia, mặc dù camera vệ tinh chỉ có thể kiểm tra được đến bên dưới thành trì, nhưng có thể nhìn ra, lần này Tô Huyền Thiên ra tay là vì chiến thần Tô Dực Cân, cuối cùng anh ấy cũng cứu được chiến thần Tô Dực Cân, bởi vậy có thể thấy, anh ấy quen chiến thần Tô Dực Cân, tại sao nhiệm vụ lôi kéo Tô Huyền Thiên lại không giao cho chiến thần Tô Dực Cân nhỉ? Quả thực, Dực Cân đi làm việc này, hiệu quả có thể sẽ càng cao, có điều. Nhắc đến Tô Dực Cân, trong mắt Long Từ Hành lại thoáng qua một chút ái mộ, sau đó sắc mặt trầm xuống nói, ta không muốn cô ấy tiếp xúc quá nhiều với Tô Huyền Thiên, cậu, hiểu không hả? Hiểu, hiểu rồi, người trợ thủ này đột nhiên giật nảy mình, vội vàng nói, thuộc hạ đáng chết, xin vương gia trách phạt. Được rồi, lần này coi như bỏ qua. Long Từ Hành khôi phục trạng thái bình thường, thản nhiên nói, Tô Huyền Thiên đưa Dực Cân đi, tất nhiên sẽ trị thương cho cô ấy, chỉ là không biết bọn họ đi đâu rồi. Truyền tin xuống dưới, để Tô Dực Cân sau khi khỏi hẳn thương tích, lập tức phụng mệnh về kinh, không được sai sót. Vâng, trợ thủ này nghe lệnh, sau đó cúi người xuống, một mực cung kính lui ra khỏi phòng. Dực Cân, không ngờ rằng lại quen được người thanh niên mạnh như thế, tại sao không nói trước với ta chứ? Long Từ Hành tự lẩm bẩm, biểu cảm u ám cực kỳ phức tạp, sau nó khuôn mặt lộ ra một nụ cười sâu xa, Tô Huyền Thiên, hy vọng chúng ta không phải là kẻ địch. Chấm chấm chấm. Cho dù là nước Hoa hay là nước D, đều lựa chọn phong tỏa tin tức, không hẹn mà cùng hiểu ý nhau, tin tức về việc Tô Huyền Thiên tiêu diệt 8 vạn người không hề đề cập tới. Nhưng cùng lúc đó, hai bên đều đang bắt đầu hoạt động, định âm thầm giải quyết việc này. Bởi vậy, hai nước bên ngoài nhìn sóng yên biển lặng, nhưng bên trong lại cuồn cuộn sóng ngầm. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Tô Thương luôn đợi trong phòng tu luyện, chưa bao giờ rời khỏi. Tô thiếu gia đêm hôm đó khí tức yếu ớt, phải chắc chắn không gặp chuyện gì xấu mới được, nếu không thì mình không có cách nào báo cáo với minh chủ hết. Lưu Huy đứng bên ngoài cửa phòng của Tô Thương, quan sát từ xa, vẻ đầy lo lắng. Trong vòng 3 ngày, anh ấy nhiều lần muốn đến gần căn phòng, nhìn xem tình hình Tô thiếu gia thế nào, nhưng đều bị Bạch Miêu ngăn cản. Vốn dĩ anh ấy không quá xem trọng Bạch Miêu, lấy thuốc trị thương liền muốn nhanh chóng đưa cho Tô Thương. Nhưng Bạch Miêu lại không chút khách khí, toàn thân phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp ép Lưu Huy lui lại. Nếu không nhận ra được ý tốt của Lưu Huy, e rằng Bạch Miêu sớm đã giết anh ấy rồi. Lưu Huy cũng là lúc đó mới biết, con chó mà Tô thiếu gia luôn mang bên mình là kinh khủng cỡ nào, bị khiếp sợ hoàn toàn. Tô thiếu gia rốt cuộc là người như thế nào, không chỉ thực lực của mình cao cường mà đến con chó mang theo bên mình cùng khiến người ta khiếp sợ. Lưu Huy đứng cách căn phòng hơn 10 mét, kiêng dè nhìn qua Bạch Miêu, càng thêm tò mò về lai lịch của Tô Thương, đồng thời cũng càng kính sợ Tô Thương. Anh ấy cực kỳ lo lắng cho an nguy của Tô Thương, 3 ngày trôi qua, muốn biết Tô thiếu gia bây giờ tình hình thế nào rồi. Nhưng vì Bạch Miêu cản trở, Lưu Huy không dám lại gần căn phòng, cho nên nôn nóng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi. Cùng lúc đó, trong căn phòng, Tô Thương từ từ mở mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. Cuối cùng cũng thành công rồi, ma quỷ bậc thấp này mặc dù chỉ là rác rưởi, nhưng tinh huyết dự trữ lại có hiệu quả rõ rệt, không chỉ bù lại thiếu hụt của mình, còn làm cho mình đột phá lên luyện khí tầng thứ 5. Vừa nói, Tô Thương mở bàn tay ra, ngưng tụ một nhóm linh khí, tự tin cười nói, bây giờ, dù là không thi triển huyết tế, mình cũng có thể ứng phó với bán địa tông rồi, nếu như mở ra huyết tế, địa tông chân chính đều không phải là đối thủ của mình, lần này cũng coi như là trong họa có phúc rồi. Bí thuật huyết tế, để lại di chứng cực kỳ đáng sợ, khí huyết thâm hụt, sẽ trở nên yếu hơn so với cả người bình thường, mấy ngày đầu tiên thậm chí còn không ra khỏi giường được, dưới tình hình thông thường thì ít nhất cũng mất nửa tháng mới có thể hồi phục. Trước khi Tô Thương đến Đông Cương, vì cứu cha mình, hoàn toàn bất đắc dĩ đã phải khai triển huyết tế, sớm đã đoán được mình sẽ bị yếu đi. Nhưng không ngờ rằng,
Sau khi đến Đông Cương, lại ngoài ý muốn mà có thể đạt được hạ cấp ma khí phệ huyết châu, đây đúng thật là giúp người khi gặp nạn mà. Ngay lúc này, Tô Thương vẻn vẹn chỉ cần 3 ngày, đã bổ sung được khí huyết, không chỉ hồi phục vết thương lúc ban đầu, mà còn đặt chân lên được luyện khí tầng thứ 5, thực lực tăng nhanh như gió. Cái này, toàn bộ đều dựa vào phệ huyết châu. Lần này, mình hấp thụ được phệ huyết châu, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Bí thuật huyết tế nhất định phải thận trọng khi sử dụng mới được. Tô Thương tản đi linh khí trong lòng bàn tay, sau đó nhớ đến lai lịch tinh huyết bên trong của phệ huyết châu, sắc mặt đột nhiên nặng nề xuống. Hiện nay, trong cơ thể của mình chảy theo dòng máu của con dân nước Hoa, có những việc mặc dù không phải mình làm, nhưng cuối cùng người được lợi là mình. Trước kia Tô Thương đã từng nhìn thấy phệ huyết châu, đây là thứ không hề tầm thường, nó ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc không gian. Chẳng qua người chế luyện mà không nhìn ra được sức mạnh của nó, phương pháp chế luyện cũng thủ công thấp kém, nên nó chỉ có thể luyện thành một loại nửa ma khí. Nếu nó được một nhà chế tạo thực sự thì nó có thể chế luyện ra một loại ma khí cấp cao mạnh hơn gấp trăm lần so với hiện tại. Nhưng mà, một nhà tinh luyện tinh thông sẽ không dùng phệ huyết châu để chế luyện ma thuật. Bởi vì nó chứa sức mạnh không gian, nên nó là sự lựa chọn tốt nhất để tinh chỉnh các vòng lưu trữ. Mấy ngày nay Tô Thương tái sinh mà không có vòng lưu trữ nên anh ấy luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Ngay lúc này, tình cờ bắt gặp được một thiên thạch ngoài trái đất có chứa sức mạnh không gian, tự nhiên tâm trí không ngừng suy nghĩ. Về phương diện tinh luyện vũ khí, tuy rằng mình không phải là cấp cao nhất ở Huyền Thiên Tiên Vực, nhưng cũng không phải là thấp kém. Cho dù mình chỉ là người tu luyện cấp 5, nhưng mình cũng có thể chế luyện một chiếc vòng lưu trữ với kỹ thuật cao siêu được. Tô Thương lộ ra một nụ cười, rồi nói, đã vậy, tranh thủ thời gian, trước tiên là chế luyện vòng lưu trữ. Dù sao mình giữ lại phệ huyết châu này cũng không có ích gì. Đây là sự thật. Phệ huyết châu có khả năng hấp thụ và tích trữ tinh hoa tinh huyết, giúp cho các chiến binh cổ đại trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, kiếp trước Tô Thương biết quá nhiều pháp thuật bí mật, trong đó có đủ loại tà thuật. Vì thế đối với anh ấy mà nói có phệ huyết châu hay không cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên, Tô Thương cũng không có ý định luyện tà thuật nên cũng sẽ không sử dụng nó. Bởi vì loại phương pháp này mặc dù có thể đề cao cảnh giới, nhưng lại bất lợi cho việc tu luyện sau này. Nếu bây giờ Tô Thương dùng phép thuật để hấp thụ tinh huyết khắp nơi, thì không bao lâu nữa anh ấy sẽ có nền tảng vững chắc, thậm chí còn có thể rèn ra được một viên tiên dược bằng vàng. Mà phong trần của anh ấy, cũng chính là cảnh giới luyện thành tiên dược, không thể đột phá nữa. Hơn nữa, cảnh giới tạo thành tiên dược không thể kéo dài, nó sẽ bị tấn công bởi những con quỷ bên trong, làm cho người không ra người ma không ra ma. Tô Thương đương nhiên coi nhẹ chuyện này. Vì nếu không dùng đến phệ huyết châu thì cũng không thể biến nó thành thứ có thể sử dụng. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương nói là làm ngay, ném phệ huyết châu lên không trung. Nhanh chóng dùng hai tay bóp chặt thủ pháp, cửu u trấn ngục bí quyết phát huy tác dụng. Các vòng lưu trữ được chia thành nhiều cấp bậc tùy theo diện tích bên trong không gian và các vật dụng chứa đựng. Các vòng lưu trữ thông thường có thể được chế luyện từ các vật liệu thông thường, yêu cầu đối với các nhà tinh luyện cũng không cao. Nhưng có một loại vòng lưu trữ, có thể cất giữ vật sống, bên trong nó có một không gian riêng, thậm chí có thể trồng hoa, trồng cỏ, có thể ví như một thế giới nhỏ vậy. Loại vòng lưu trữ này phải được chế luyện từ những vật liệu sở hữu quy luật không gian. Vì vậy, những chiếc vòng lưu trữ này rất quý hiếm ngay cả trong Huyền Thiên Tiên Vực. Vì chỉ những người quyền lực mới có điều kiện đeo chúng. Tô Thương lúc trước có một cái vòng lưu trữ vật sống như thế, không gian bên trong như một thị trấn nhỏ, có con người sinh sống, làm nông, muôn loài sinh sôi nảy nở, tràn ngập pháo hoa. Anh ấy thường xem xét mọi thứ trong vòng lưu trữ. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi, anh ấy nhận ra một bước đột phá. Thật không may, chiếc vòng lưu trữ không chịu được sự áo chế của địa ngục cửu u mà bung ra ngoài. Tiếp theo, Tô Thương tập trung tinh luyện vòng lưu trữ, linh lực toàn thân dâng trào, ngón tay không ngừng chuyển động. Khoảng nửa canh giờ sau, Tô Thương dừng lại, một vòng lưu trữ màu đỏ dần dần hình thành lơ lửng trên không trung. Tô Thương cầm lấy, đeo lên tay rồi cười nói. Không gian hơn 500 mét vuông. Tuy rằng thua xa chiếc vòng lưu trữ lúc trước của tôi. Nhưng trên trái đất này, có được cái này đã quá tốt rồi,
nó có thể giúp ích cho mình được nhiều trong tương lai. Thật là thuận tiện hơn nhiều. Lần này chị thương và tu luyện mất hết 3 ngày, không biết bà xã đã xảy ra chuyện gì nữa. Tô Thương nhẹ nhàng xoay chiếc vòng lưu trữ, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chủ nhân, nhìn thấy Tô Thương đẩy cửa ra, Bạch Miêu vui mừng khôn xiết, hưng phấn nói, xem ra chủ nhân đã mạnh lên rồi đấy. Cha, chỉ có một số thay đổi nhỏ thôi. Tô Thương không có phủ nhận, ngược lại còn hỏi, Bạch Miêu, tao không thấy chị tao trong phòng, chị ấy dậy rồi sao? Vâng, thưa chủ nhân. Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên trong đầu Tô Thương, còn Bạch Miêu nói tiếp, ngày hôm qua, chị Tô Dực Cân đã tỉnh lại, cô ấy bây giờ đã trở nên mạnh mẽ, còn mạnh hơn tôi. Tôi không thể biết được cô ấy đang ở cảnh giới nào nữa. So với người mạnh thì ít nhất cũng là cao thủ đỉnh cao tông sư, tài năng, sức mạnh vẫn rất mạnh. Tô Thương cười nhẹ, sau đó nghi ngờ hỏi, vậy chị tôi đang ở đâu, không tới gặp tôi sao? Cô ấy có đến đây, nhưng tôi làm theo dặn dò của chủ nhân là không cho cô ấy vào phòng. Bạch Miêu nói tiếp, sau khi cô ấy rời đi, còn đi đâu thì tôi cũng không biết, Lưu Huy cũng không biết. Chủ nhân, mấy ngày hôm nay chủ nhân hôn mê, Lưu Huy lo lắng khôn xiết. Anh ta như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột vội vàng. Điều đó khiến cho tôi nghi ngờ người hôn mê không phải là chủ nhân, mà là vợ của Lưu Huy đó. Bạch Miêu nghiêm túc nói thêm, chủ nhân, cậu không phải là đang có mối quan hệ mờ ám với Lưu Huy đấy chứ? Vớ vẩn, mày nói bậy bạ gì vậy? Sắc mặt Tô Thương lập tức tối sầm lại, Bạch Miêu, tao thấy mày có chút không bình thường rồi đấy. Tao quyết định sẽ nhốt mày lại mấy ngày, đóng chặt cửa mà suy nghĩ lại đi. Vừa nói xong, Tô Thương phất tay ném con Bạch Miêu vào trong vòng lưu trữ. Chủ nhân! Ngay sau đó, giọng nói hoảng sợ của con Bạch Miêu vang lên trong tâm trí anh ấy, đây là nơi gì vậy, tối quá, thật là kinh khủng. Đừng sợ, đây chỉ là một cái không gian của vòng lưu trữ, mày ở trong đó có thể tu luyện đấy. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào như vậy, Tô Thương dường như mềm lòng, anh ấy an ủi Bạch Miêu, đồng thời truyền thông tin đến tâm trí Bạch Miêu trong vòng lưu trữ. Thì ra chiếc vòng lưu trữ thần kỳ như vậy. Bạch Miêu chợt nhận ra và không còn sợ hãi nữa, nó giả vờ hoảng sợ nói, chủ nhân, tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện của cậu và Lưu Huy đâu, đừng giết tôi để diệt khẩu, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi, thả tôi ra ngoài đi. Còn dám nói lung tung nữa sao, đúng là đồ ngốc, khi nào tâm trạng tao tốt tao sẽ thả mày ra ngoài. Sắc mặt Tô Thương tức giận nói, sau đó không thèm để ý đến con Bạch Miêu nữa, anh ấy đi về phía Lưu Huy. Tô Thương vừa đi ra liền nhìn thấy Lưu Huy ở bên ngoài, việc Tô Thương dùng thần thông để nói chuyện với con Bạch Miêu vừa nãy Lưu Huy không nghe thấy. Nhưng Lưu Huy tận mắt chứng kiến con Bạch Miêu biến mất trong không trung lại vô cùng kinh ngạc. Tô thiếu gia. Lưu Huy đầu tiên là chào hỏi, sau đó quay sang thắc mắc tại sao con chó cưng của cậu đột nhiên lại biến mất thế. Tô Thương không trả lời câu hỏi này, mà anh ấy hỏi lại, Lưu Huy, Tô Dực Cân đi đâu rồi? Lưu Huy mặc dù khó hiểu nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, anh ta trả lời, báo cáo Tô thiếu gia, sau khi vết thương của Tô tiểu thư hồi phục, vốn định ở đây chờ cậu tỉnh lại, mong muốn tự mình cảm ơn cậu. Nhưng sau khi đợi cậu cả một đêm, cô ấy lại nhận được lệnh nhập ngũ nên phải trở về thành phố. Lưu Huy nói tiếp, trước khi đi, Tô Chiến Thần có bảo tôi nói cho cậu rằng cô ấy sẽ sớm quay về Giang Bắc, để tìm hiểu cậu là ai mà vì sao lại cứu cô ấy. À, ra là thế. Tô Thương gật đầu, nhếch miệng cười. Nếu chị gái khỏi bệnh rồi thì thật là tốt, có lẽ chị ấy đã láng máng đoán được thân phận của mình, nhưng không dám xác định. Tô Thương cũng sẽ không cố ý giấu giếm. Vì chờ đến lúc chị ấy trở về Giang Bắc rồi nói cũng không muộn. Bây giờ thực lực của chị ấy cũng đã cải thiện hơn mấy lần rồi, nên chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa, đã đến lúc phải trở về rồi. Sau khi về tới Giang Bắc, Tô Thường đi cùng với Lưu Huy đến chợ đen Cửu Môn trước, để tìm hiểu xem những chuyện xảy ra gần đây. Tô thiếu gia, sau khi cậu rời đi thì ông chủ của nhà họ Tô là Tô Kiền Khôn cùng với ông chủ của nhà họ Lý là Lý Thuần Phong đã đến đón Tô Thần Binh đang hôn mê đi rồi. Một tên bảo vệ khác của chợ đen Cửu Môn gọi là Vương Trại, lúc này đang cung kính nói, 3 ngày nay Giang Bắc trời êm, biển lặng, không có phát sinh ra chuyện lớn gì, cũng không nghe nói có cao thủ nào đang đến.
Ừm. Tô Thường gật đầu rồi lại hỏi, mấy ngày này ở biên giới phía đông có tin tức gì truyền tới không? Bản thân mình đã giết chết 8 vạn binh lính nước D, 2 tên tông sư võ đạo, còn có một tên quân sư ở cảnh giới bán địa tông, chắc hẳn là nước D đã nổi điên lên rồi quá. Nhưng mà khác với dự đoán của Tô Thương, Vương Trại lại lắc đầu nói, không có, chỉ có tin tức là chiến thần Tô Dực Cân bị vây đánh thôi, chuyện này chắc hẳn là cậu đã biết rồi, còn các tin tức khác đều không có. Hừ, Tô Thương khẽ nhíu mày, huyện gì thế này, vậy mà không có gây nên xáo động gì sao? Tô thiếu gia, trên đường đi Lưu Huy đã biết chuyện Tô Thương đi giải cứu chiến thần Tô Dực Cân, đương nhiên anh ta cũng biết chính Tô Thương và Bạch Miêu. Một người một chó đã giết sạch 8 vạn người nước D, cho nên lúc này liền mở miệng nói, giữa các nước có quy định, các cao thủ tông sư trở lên đều không được tham chiến. Quân sư Trần Thượng Vân của nước D đã vi phạm quy định trước, hơn nữa anh ta ở biên giới nước Hoa đã phạm phải tội ác tày trời, cuối cùng bọn họ đuối lý cho nên mới không dám trắng trợn khơi mào chuyện này lên. Lưu Huy phân tích tiếp, còn về phần nước Hoa chúng ta, đương nhiên cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao nước D cũng đã tổn thất trầm trọng, cậu quá, độc ác rồi, ra tay liền giết 8 vạn người. Ha ha, khó trách. Tô Thương khẽ cười nói, như thế thì càng tốt, giảm bớt đi được rất nhiều phiền phức. Tô thiếu gia, nước D từ trước đến nay có thù tất báo, mặc dù bọn họ không đem sự tình làm rõ ra, nhưng chắc hẳn sẽ âm thầm phái người đi điều tra ra thân phận của cậu, thậm chí sẽ ra tay giết cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó. Lưu Huy nhắc nhở nói. Ừm, tôi biết rồi. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên nhớ tới một chuyện bèn dò hỏi. Lưu Huy, tối hôm đó ở chợ đen Cửu Môn xuất hiện tên bán địa tông đó, anh có thể điều tra giúp tôi đó là ai không? Lưu Huy còn chưa kịp mở miệng thì Vương Trại ở kế bên liền nói. Tô thiếu gia, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã đi điều tra rồi. Người đó tên là Cát Bình, đến từ tông phái võ thuật, Vô Ảnh Tông của núi Tử Vân. Ông ta là trưởng lão của Vô Ảnh Tông. Vô Ảnh Tông. Tô Thương khẽ nhíu mày, rồi lại hỏi, ông ta đã đạt tới cảnh giới bán địa tông rồi, vậy thì ở Vô Ảnh Tông còn tồn tại các cấp bậc gì nữa, người mạnh hơn so với ông ta còn nhiều không? Không nhiều nhưng cũng không ít. Vương Trại tiếp tục trả lời, Vô Ảnh Tông có 9 đại trưởng lão, Cát Bình chỉ là một trong số họ, trong phần đông các trưởng lão thì thực lực của bọn họ xếp hạng cuối cùng, phía trên trưởng lão còn có tông chủ. Phó tông chủ, thực lực vô cùng mạnh. Nhưng mà Vô Ảnh Tông cũng chỉ được coi là một tông phái trung đẳng mà thôi, so với lại liên minh Cửu Môn chúng tôi thì còn cách xa. Nói đến đây Vương Trại có chút tự hào. Bán địa tông. Ở Vô Ảnh Tông vậy mà có ít nhất 9 tên, thậm chí tông chủ, phó tông chủ, thực lực còn mạnh hơn nữa. Hơn nữa, đây chỉ mới là một tông phái nhỏ thôi đó. Từ đó có thể thấy được. Tông phái võ thuật như biển sâu rộng lớn, quyết định ẩn giấu thân phận của mình vô cùng chính xác mà. Bây giờ mình có thể dễ dàng giết chết bán địa tông, khi gặp phải địa tông chân chính thì cũng có năng lực để mà trốn chạy, nếu như thi chuyển huyết tế thì thậm chí còn có cơ hội đánh chết lại nữa, thôi cũng coi như là có năng lực tự bảo vệ rồi. Nhưng mà vẫn nên cẩn thận thì hơn, thế lực võ thuật tồn tại đã nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ có mấy lão quái vật đã tu luyện lên mấy trăm năm. Mà mình chỉ mới tu luyện được mười mấy ngày mà thôi, cho dù là phương pháp tu chân có mạnh đến đâu thì cũng không có cách gì để mà đối phó được với mấy người đó. Nhưng mà hãy cho mình thời gian, khi nền tảng của mình vững chắc rồi, mình sẽ có thể càn quét thế giới võ thuật này, vậy thì chúng ta cứ hãy kiên trì đi. Sau khi hạ quyết tâm xong, Tô Thương nhìn sang Vương Trại, thản nhiên nói, tôi có nghe Lưu Huy nhắc đến anh tên là Vương Trại đúng không, cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không thích nợ ân tình của người khác, trước mắt anh đã là hóa kình trung kỳ để tôi giúp anh một cái nhé. Vừa dứt lời, Tô Thương khẽ giơ tay lên, lấy ra một sợi linh khí đưa vào cơ thể của Vương Trại. Khục, chỉ qua mấy hơi thở mà thôi, Vương Trại liền có thể đột phá được bình cảnh, vượt qua hóa kình hậu kỳ, trực tiếp đặt trên lên hóa kình đỉnh phong. Cái này, cảm nhận được sự biến hóa cảnh giới của bản thân, Vương Đại vui mừng quá đỗi. Lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay chắp lại, một mực cung kính nói cảm ơn Tô thiếu gia. Đừng khách sáo, sau này khó tránh khỏi còn có chuyện làm phiền đến các anh, mọi người cùng nhau giúp đỡ mà thôi. Tô Thương mỉm cười, rồi nói tiếp, bây giờ anh và Lưu Huy đều là hóa cần đỉnh phong rồi,
lần sau có cơ hội tôi lại giúp các anh một lần nữa, để cho các anh biến thành tông sư võ đạo. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nói xong, Tô Thương liền xoay người rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Dựa vào năng lực của anh bây giờ có thể khiến cho Lưu Huy và Vương Trạch nâng cấp thành tông sư, hơn nữa cũng không hề tốn sức tí nào. Nhưng mà Tô Thương không muốn làm như vậy. Bởi vì Lưu Huy và Vương Trại dù sao cũng không phải là người của mình, mà là thành viên của chợ đen Cửu Môn, giữa mình và bọn họ chỉ là hợp tác đôi bên đều có lợi mà thôi. Mấy việc họ đã làm có thể đổi lấy việc thăng cấp hai cảnh giới, đây cũng là một món quà lớn đối với họ rồi. Bây giờ, Tô Thương dùng việc thăng cấp cảnh giới để mà sai khiến Lưu Huy và Vương Trại, nếu như Tô Thương lại dặn dò họ làm việc, họ chắc chắn sẽ dốc hết sức mình để mà hoàn thành. Thậm chí lại còn tranh giành nhau để mà giúp đỡ Tô Thương. Đây chính là đạo cầm quân, Tô Thương tu luyện đã 8 vạn năm, đương nhiên biết rõ thủ đoạn này. Thủ đoạn này của Tô Thiếu gia là gì vậy, vậy mà lại có thể giúp người khác đột phá, hơn nữa còn làm rất là nhẹ nhàng, dường như chỉ cần cậu ta phất tay lên là có thể phóng ra một luồng năng lượng, sau đó thì tôi đã có thể thăng cấp lên hai cảnh giới, quá thần kỳ rồi, Lưu Huy, tên nhóc này chơi xấu nha. Tô Thiếu gia sớm đã giúp cậu đột phá rồi, vậy mà cậu không thèm kể với tôi. Cũng không thể trách tôi được, tôi cũng không biết là Tô Thiếu gia có muốn che giấu năng lực của mình hay không, bây giờ cậu cũng đã đột phá thành hóa kinh đỉnh phong rồi, còn oán trách gì nữa chứ? Nói láo, cậu chính là chỉ muốn độc chiếm ân sủng của Tô Thiếu gia mà thôi, tôi đã nhìn thấu cậu rồi, lần sau Tô Thiếu gia mà đến chợ đen Cửu Môn thì tự mình tôi sẽ tiếp đãi cậu ta, cậu cút ra xa cho tôi đó. Cậu đang nghĩ cái giám à, Tô Thiếu gia đã nói rõ ràng như vậy rồi, chỉ cần có thể giúp cậu ta thì có thể đặt chân đến cảnh giới tông sư, cậu cảm thấy cơ hội này tôi sẽ nhường cho cậu sao? Tô Thương, mấy ngày nay anh làm gì thế, điện thoại gọi không được, tin nhắn không trả lời, em đến nhà tìm anh cũng không thấy, anh không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Điện thoại được kết nối, bên trong là giọng nói lo lắng của Lý Nguyệt, không một chút oán trách. Tất cả đều là sự quan tâm cho Tô Thương. Tô Thương nghe xong, trong lòng thấy rất ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm, thật sự không tệ. Vợ à! Tô Thương điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng cười nói, anh thực sự đã gặp một số rắc rối, nhưng đều đã giải quyết xong rồi. Thế thì tốt, anh bây giờ ở đâu rồi? Lý Nguyệt khẽ thở dài một hơi, sau đó hỏi. Giang Bắc, anh vẫn còn chuyện phải làm hả? Nếu không có chuyện gì có thể đến văn phòng Phong Mậu đón em được không, em bị một đám người chặn ở cao ốc dưới lầu. Lý Nguyệt nói, cái gì, sao lại có người dám chặn đường vợ của anh chứ, lại còn là một đám người nữa hả? Tô Thương nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, trong mắt như có một đám mây đen u ám, trầm giọng nói, vợ à, anh sẽ qua đó liền, dù những kẻ đó là do ai phái đến, anh cũng sẽ khiến chúng phải trả giá đắt. Ít nhất cũng làm chúng gãy ba cái chân luôn. Tô Thương. Lý Nguyệt cười khổ nói, anh đừng có kích động, những người đó đều là phóng viên, bọn họ chỉ là muốn phỏng vấn em, anh đánh họ làm gì chứ? Phóng viên, Tô Thương đột nhiên sững sờ, cau mày nói, chuyện gì vậy chứ? Mấy ngày trước không phải là chúng ta đã đăng một đoạn video hay sao, em đã tải nó lên tài khoản công khai của Viện Đào Tạo, kết quả là không biết bị ai đăng lên TikTok. Hơn 2 triệu lượt thích, rất nhanh sắp đạt đến hàng trăm triệu lượt xem rồi. Kết quả là rất nhiều đơn vị truyền thông liền tìm đến Viện Đào Tạo Khiêu Vũ của em để phỏng vấn em rõ ràng là đã nói không tiếp nhận phỏng vấn, nhưng họ cứ không chịu rời đi. Lý Nguyệt nói tiếp, Tô Thương, mấy hôm nay em không ra khỏi cao ốc rồi, đều phải gọi đồ ăn bên ngoài, em sắp nôn hết ra đây rồi, anh nhanh tới đón em đi, đưa em đi ăn lẩu với nhé. Ha ha, được thôi. Sau khi Tô Thương nghe hiểu rõ, đột nhiên cười nói, vợ à, em nổi tiếng rồi hả, trưa nay chắc chắn phải là em mời cơm anh rồi nha. Em không muốn nổi tiếng đâu, phiền đến chết đi được. Lý Nguyệt buồn bực nói, anh nhanh tới đây đi, em ở tầng trệt cao ốc đợi anh. Tô Thương đồng ý, sau đó cúp điện thoại, tìm một nơi không có người, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ngay sau đó... Tô Thương lái chiếc xe Ferrari màu đỏ đã đậu ở chợ đen Cửu Môn trước đó, nghênh ngang rời đi. Khoảng sau mười mấy phút, anh ấy đã đi đến cao ốc Phong Mậu. Đây là một tòa cao ốc có hơn 30 tầng, thiết kế vượt trội, tường ngoài toàn là kính,
tràn đầy cảm giác hiện đại. Tô Thương dừng xe lại, vừa mới từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy bên ngoài cao ốc bị vây quanh bởi một đám phóng viên. Những phóng viên này đều được trang bị máy ảnh, nhìn thấy người từ trong cao ốc bước ra, liền đồng loạt nhìn qua, sau khi phát hiện đó không phải là mục tiêu mà mình đang đợi, lại dồn dập thu ánh mắt về. Bảo vệ cao ốc cũng không biết làm sao, những phóng viên này giống như thuốc cao bôi lên da chó, đứng tại chỗ không chịu đi. Hơn nữa những phóng viên này không có đi vào trong cao ốc, nên họ cũng không có quyền gì mà đuổi họ đi. Xem ra vợ mình thật sự rất hot rồi. Tô Thương thấy vậy, nhẹ nhàng cười lên, sau đó trực tiếp đi thẳng vào hướng cao ốc, định đi tìm Lý Nguyệt. Chào anh, xin anh trình thẻ công tác của cao ốc ra, nếu không thì sẽ không thể vào trong được. Lúc này, một tên bảo vệ ngăn lại nói. Tô Thương dùng bước, trên mặt nở nụ cười nói, tôi đến đón vợ tôi về nhà, cô ấy ở ngay tại cao ốc này. Thật ngại quá thưa anh, nếu đi đón người, thì hãy để người đó ra đây, anh không thể vào trong được. Bảo vệ nhìn qua đám phóng viên ở cách đó không xa, giải thích nói, mấy ngày hôm nay tình hình đặc biệt, luôn có nhiều phóng viên lấy đủ loại lý do để đi vào trong cao ốc, mong anh hãy thông cảm. Tô Thương đương nhiên hiểu được, đây là công việc của bảo vệ, nhưng anh ấy đường đường là Tô đại thiếu gia công tử bột ăn chơi trác táng mà, phải giữ hình ảnh chút xíu mới được. Thế là, Tô Thương tức giận nhìn chằm chằm vào bảo vệ, hùng hổi nói. Tụi mày biết tao là ai không mà dám ngăn cản tao hả? Ở Giang Bắc, không có chỗ nào mà Tô đại thiếu gia tao không vào được, nếu không muốn chết thì cút ra cho ông. Tô Thương nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời đá tên bảo vệ một cái bay ra ngoài. Tô đại thiếu gia. Sau khi biết được thân phận của Tô Thương, một tên bảo vệ bị dọa cho biến sắc, vội vàng thấp thỏm lo âu quỳ xuống đất xin được tha thứ, thật xin lỗi, Tô đại thiếu gia. Tôi không biết hôm nay lại được vinh dự đón anh ở đây, xin anh hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng với. Thế này còn tạm được. Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó rộng lượng nói, đại thiếu gia là thân phận gì chứ, đương nhiên sẽ không so đo với một con kiến hôi rồi, cút đi, quay về tìm giám đốc của cậu, để anh ta tăng lương gấp đôi cho cậu. Tôi vừa đạp cậu một cái này xem như là tiền bồi thường, nếu như giám đốc không đồng ý, cậu nói cho tôi biết. Thử xem tôi không thể giết anh ta sao. Tô Thương hung thần ác sát để lại một câu nói, sau đó liền đi vào trong cao ốc, lấy ba chữ công tử bột ra phát huy tác dụng vô cùng tinh tế. Tên bảo vệ bị đánh nghe đến đây, đột nhiên sững sờ, sau khi kịp phản ứng thì mới mừng rỡ như điên. Cung tiễn Tô đại thiếu gia đi thong thả. Bảo vệ kính sợ nhìn theo Tô đại thiếu gia đi mất, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười. Hết cách. Không thể kìm chế được. Bị đá một cái, kết quả lại được tăng lương gấp đôi, việc này quá sung sướng rồi, thậm chí anh ta còn muốn Tô đại thiếu gia đá thêm mấy phát nữa. Có điều. Sự việc này bị đông đảo đám truyền thông ập tới, rất nhiều nhà truyền thông đã quay video toàn bộ quá trình này. Ha ha, không săn được hình ảnh Lý Nguyệt, chủ biên liên tục thúc giục tôi ra video mới, tôi đang lo không biết phải phát cái tin gì đây. Tin hot thế này không phải là tự mò đến rồi sao? Tất cả đại thiếu gia nhà hào môn, cao cao tự tại, đối xử với những nhân viên bảo vệ nghiêm túc và có trách nhiệm như con kiến hôi, đây chắc chắn sẽ gây ra một cuộc thảo luận điên cuồng trên Internet cho mà xem. Mọi người đều đang cố gắng vì cuộc sống mưu sinh, vốn dĩ đã ghét sẵn mấy người giàu có rồi, nếu video này được đăng lên thì chắc chắn lượt thích và lượt xem sẽ bùng nổ cho mà xem. Chấm 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 chấm. Ngay lúc này, các tạp chí lớn có mặt tại hiện trường tạo ra video ngay tại chỗ, để nhanh chóng thu hút hơn, họ đã tạo video ngắn trong vài phút và tải trực tiếp lên nền tảng video ngắn. Sự việc này giống như là ngọn lửa nhỏ, gần như ngay lập tức, nó đã bùng chát thành một ngọn lửa lớn, nhanh chóng thành tin hot trên các trang mạng toàn quốc. Hành vi ăn chơi trác táng của Tô đại thiếu gia công tử bột đã trở thành tâm điểm để cư dân mạng chỉ trích, chê bai. Trên thế giới này sao lại có loại người như thế chứ, quá kiêu ngạo rồi, căn bản là không coi người khác ra gì rồi. Người ta không phải đã nói rồi sao, bảo vệ chỉ là con kiến hôi mà thôi, chúng ta đều là kiến hôi, còn người ta là tầng lớp thượng đẳng đó. Cái tên này không phải là đang chà đạp lên danh dự của bảo vệ hay sao, cút đi, nhất định phải trừng phạt. Hào môn đại thiếu gia hung hăng như thế,
nói không chừng sau lưng đã từng giết người rồi đó, ủng hộ cơ quan cấp cao Giang Bắc phái người đi điều tra. Cha, ha ha, ai dám điều tra Tô đại thiếu gia ta chứ, ông đây đánh chết kẻ đó. Tầng lớp vĩ đại. Sở dĩ các video quay tại chỗ đó lại bùng nổ như vậy ngoài việc là do lượng truy cập khổng lồ mà các phương tiện truyền thông này đẩy lên, thì còn có một lý do khác nữa. Đó là đoạn video đó đã được cắt bớt phần đầu và phần cuối, không được trình bày đầy đủ, trong video clip đó đã cắt bớt đi phần Tô Thương tăng gấp đôi tiền lương của tên bảo vệ kia. Cuộc thảo phạt ở trên mạng càng ngày càng rầm rộ, tao là Tô đại thiếu gia, câu nói này trở thành câu nói viral ở trên mạng xã hội. Tô Thương không biết rằng những gì anh vừa rồi làm với tên bảo vệ kia đã gây ra một sự náo động trên mạng xã hội. Anh đã tới tầng trệt của cao ốc Phong Mậu nhưng không thấy Lý Nguyệt đâu, anh gọi điện cho cô, thì vợ anh đang đi vệ sinh, thế là anh phải ngồi đợi ở bên ngoài một lúc. Tô Thương. Lúc này, Lý Nguyệt từ nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc tràn đầy ưu sầu. Vợ à, mấy ngày không gặp mà nhìn em sao tiều tụy quá vậy? Tô Thương quan tâm hỏi han. Anh còn hỏi nữa sao? Lý Nguyệt lườm Tô Thương, rồi nói tiếp, mấy ngày liền không gọi được cho anh, cũng không nhìn thấy bác Tô, em nghe ông nội em nói là nhà các anh xảy ra chuyện rồi, cho nên em mới lo lắng nhiều như vậy. Vậy sao? Tô Thương dựa vào Lý Nguyệt rồi cười đùa nói, vợ à, em lo lắng cho anh như vậy, chẳng lẽ là yêu anh rồi sao? Em, làm gì mà nhanh như vậy chứ? Lý Nguyệt vén mấy sợi tóc trên trán lên, mặt ửng đỏ nói, em chỉ là đứng ở góc độ người bạn quan tâm, lo lắng cho anh mà thôi. Thì ra là như vậy, Tô Thương khẽ cười nói, vậy cũng tốt, không thích anh cũng tốt. Ý gì hả? Lý Nguyệt nghe thấy như vậy, khuôn mặt ngọc trở nên khó coi, nghiến răng, nghiến lợi nói, Tô Thương, anh không muốn em thích anh sao? Em thích anh, đối với anh là một chuyện rất mất mặt sao? Không phải. Em hiểu lầm anh rồi, vợ ơi. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Lý Nguyệt nói, là thế này, chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi, anh còn chưa kịp theo đuổi em cho đàng hoàng, mà em đã yêu anh rồi, như vậy thì dễ dàng quá, làm cho anh không có cảm giác thành công gì cả. Sau này nếu như anh phát huy tốt, tỏa sáng rực rỡ rồi thì em không phải là sẽ yêu anh chết đi sống lại sao? Cho nên, chúng ta cứ từ từ là được rồi. Anh sẽ để cho em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em từng chút một. Tô Thương nghiêm túc nói. Xì. Lý Nguyệt bĩu môi nói, gì mà tỏa sáng rực rỡ, em yêu anh đến chết đi sống lại sao? Tô Thương, anh quá tự cao rồi đấy, nói không chừng sau này em sẽ thích người khác thì sao? Lý Nguyệt kiêu ngạo nói, dù sao thì một người con gái ưu tú như em thì thiếu gì người theo đuổi, em tùy tiện chọn một người thì cũng đẹp trai hơn anh nhiều. Thôi đi, đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, cũng không ăn được, có người nào lớn như anh sao? Tô Thương mặt tràn đầy khinh thường nói. Ha ha, cái gì mà gọi là anh lớn chứ, em vốn cũng không xem trọng tuổi tác, lớn hay nhỏ hơn em 2 tuổi em đều có thể chấp nhận được, không lớn bằng anh thì sao? Lý Nguyệt đang nói thì nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Tô Thương, và những người đang đi xung quanh cũng tràn đầy vẻ quái lạ. Lớn? Cái gì lớn? Lý Nguyệt lập tức phản ứng lại, cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ, khuôn mặt ngọc đỏ bừng lên nói, Tô Thương, anh muốn chết hả, nói bậy gì vậy chứ, lớn cái gì mà lớn, ở đây nhiều người như vậy, thật mất mặt quá đi. Vợ à, trời đất chứng giám, suy nghĩ của em và anh là giống nhau mà, chính là vấn đề tuổi tác lớn nhỏ mà, là do bọn họ nghĩ bậy bạ thôi. Tô Thương tỏ ra vô tội nói, hơn nữa, là do em hét lên đó chứ, anh có liên quan gì đâu. Anh, hừ hừ. Lý Nguyệt hừ lạnh một tiếng, biết mình không nói thắng được Tô Thương cho nên không thèm nói tiếp vấn đề này nữa. Sau đó cô nói, Tô Thương, đi ăn lẩu đi, em muốn ăn 2 phần tôm viên. Vợ à, em đói bụng rồi sao? Tô Thương cười nói. Ừm. Lý Nguyệt thật thà gật đầu, hai mắt sáng rực lên, lúc này nhìn cô thật giống một con nhỏ ăn hàng mà. Đói rồi, hà tất phải đi ăn lẩu chứ, của anh rất lớn. Có thể coi như ăn cơm luôn. Tô Thương cười nham hiểm nói. Em đánh chết anh. Lý Nguyệt tối sầm mặt lại, tức giận nhìn Tô Thương muốn dạy dỗ anh ấy một trận. Tô Thương khẽ cười, rồi vội vàng chạy đi, Lý Nguyệt cứ thế đuổi theo sau. Cứ như vậy, hai người, người chạy người đuổi,
rất nhanh đã đến ngay cửa của tòa cao ốc. Được rồi, Tô Thương, em không giỡn với anh nữa, anh đi thu hút sự chú ý của mọi người đi, em lẻn chuồn ra sau, chúng ta cứ giữ liên lạc, sau khi thoát thân rồi thì gặp nhau ở điểm hẹn. Lý Nguyệt nói, vợ à, em bị kẹt ở đây bao lâu rồi? Tô Thương cười hỏi, kỳ thực, cũng chưa tới một ngày, em nói là đã bị kẹt đến mấy ngày là muốn anh nhanh chóng tới thôi. Lý Nguyệt thoáng chút ngại ngùng nói, ha ha, Tô Thương mỉm cười. Không ngờ vợ mình còn biết nói dối nữa, tiếp theo đó, anh hiếu kỳ nói, vợ à, sao em lại không muốn nhận lời phỏng vấn vậy? Em không quan tâm đến việc trở thành một người nổi tiếng trên mạng, em chỉ muốn luyện tập vũ đạo của mình thật tốt, để nhiều người biết hơn về múa cổ phong mà thôi. Lý Nguyệt nói một cách nghiêm túc. Thì ra là như vậy, vậy thì anh cảm thấy, em càng phải nên nhận lời phỏng vấn của bọn họ. Tô Thương đưa ra một ý tưởng, bây giờ em đang hot như vậy. Chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người, đúng lúc có thể dùng danh tiếng này để quảng bá múa cổ phong, từ đó dạy được nhiều người nhảy múa hơn. Em cũng nghĩ qua vấn đề này rồi, nhưng mà em thật sự không muốn trở thành người nổi tiếng ở trên mạng, em nhìn thấy mấy người dẫn chương trình kia ngày nào cũng lên sóng, mỗi lần lên sóng cái gì cũng nói, em không muốn người khác soi mói, bàn tán về em, Lý Nguyệt thật thà nói. Vợ à, quan điểm này của em được nha. Mà ai nói là cứ phải lên sóng truyền hình chứ, em có thể tập hợp tất cả những người này trên tài khoản chính thức của mình, và nếu em vui thì hãy gửi một video, bài viết hoặc một gì đó lên. Tô Thương mỉm cười nói, em không phải là đang muốn quảng bá lớp dạy múa của em sao, nhận lời phỏng vấn xong thì hiệu quả mới tốt lên được. Anh nói cũng, nhưng mà, đối mặt với nhiều người xa lạ như vậy, em hơi sợ. Lý Nguyệt nhỏ giọng nói. Tô Thương an ủi. Không sao, anh ở phía sau tiếp thêm sức mạnh cho em thấy phỏng vấn gần được rồi thì cứ ra hiệu cho anh lập tức dẫn em đi ăn lẩu. Nếu như bọn họ không đồng ý cho em đi thì sao? Lý Nguyệt cười khổ nói. Bọn họ dám, anh là Tô Đại Thiếu Gia, một tên phóng viên nhỏ nhoi, anh đấm một cái là xong ấy mà, yên tâm đi. Tô Thương cười nói. Ừm. Sau khi được Tô Thương động viên, Lý Nguyệt lấy hết dũng khí bước đến cánh cửa xoay bằng kính. Rất nhanh liền có nhiều phóng viên ở phía trước ùa đến. Ra rồi, Lý Nguyệt tiểu thư ra rồi. Đẹp quá đi, giống hệt trong video, không cần filter cũng đẹp nữa, đúng là vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết mà. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất cổ điển, còn vượt xa tính thẩm mỹ của tôi nữa. Tôi là một nữ blogger với 5 triệu người hâm mộ, vậy mà mới nhìn cô ấy thôi thì tôi đã trở thành người hâm mộ của cô ấy trong nháy mắt. Chấm chấm chấm. Trong chốc lát, đủ loại các ống kính dài, ngắn, to, nhỏ đều nhắm vào Lý Nguyệt, chụp ảnh và quay video một cách điên cuồng. Xin chào mọi người, tôi là Lý Nguyệt, mọi người có vấn đề gì cần hỏi không, bây giờ có thể hỏi rồi. Lý Nguyệt mỉm cười nhưng có thể nhìn thấy được cô đang căng thẳng vô cùng. Sở dĩ các video quay tại chỗ đó lại bùng nổ như vậy ngoài việc là do lượng truy cập khổng lồ mà các phương tiện truyền thông này đẩy lên, thì còn có một lý do khác nữa. Đó là đoạn video đó đã được cắt bớt phần đầu và phần cuối, không được trình bày đầy đủ, trong video clip đó đã cắt bớt đi phần Tô Thương tăng gấp đôi tiền lương của tên bảo vệ kia. Cuộc thảo phạt ở trên mạng càng ngày càng rầm rộ, tao là Tô Đại Thiếu Gia, câu nói này trở thành câu nói viral ở trên mạng xã hội. Tô Thương không biết rằng những gì anh vừa rồi làm với tên bảo vệ kia đã gây ra một sự náo động trên mạng xã hội. Anh đã tới tầng trệt của cao ốc Phong Mậu nhưng không thấy Lý Nguyệt đâu, anh gọi điện cho cô, thì vợ anh đang đi vệ sinh, thế là anh phải ngồi đợi ở bên ngoài một lúc. Tô Thương. Lúc này, Lý Nguyệt từ nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc tràn đầy ưu sầu. Vợ à, mấy ngày không gặp mà nhìn em sao tiều tụy quá vậy? Tô Thương quan tâm hỏi han. Anh còn hỏi nữa sao? Lý Nguyệt lườm Tô Thương. Rồi nói tiếp, mấy ngày liền không gọi được cho anh, cũng không nhìn thấy bác Tô, em nghe ông nội em nói là nhà các anh xảy ra chuyện rồi, cho nên em mới lo lắng nhiều như vậy. Vậy sao? Tô Thương dựa vào Lý Nguyệt rồi cười đùa nói, vợ à, em lo lắng cho anh như vậy, chẳng lẽ là yêu anh rồi sao? Em, làm gì mà nhanh như vậy chứ? Lý Nguyệt vén mấy sợi tóc trên trán lên, mặt ửng đỏ nói, em chỉ là đứng ở góc độ người bạn quan tâm. Lo lắng cho anh mà thôi. Thì ra là như vậy.
Tô Thương khẽ cười nói, vậy cũng tốt, không thích anh cũng tốt. Ý gì hả? Lý Nguyệt nghe thấy như vậy, khuôn mặt ngọc trở nên khó coi, nghiến răng, nghiến lợi nói, Tô Thương, anh không muốn em thích anh sao? Em thích anh, đối với anh là một chuyện rất mất mặt sao? Không phải, em hiểu lầm anh rồi, vợ ơi. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Lý Nguyệt nói, là thế này, chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi, anh còn chưa kịp theo đuổi em cho đàng hoàng, mà em đã yêu anh rồi, như vậy thì dễ dàng quá, làm cho anh không có cảm giác thành công gì cả. Sau này nếu như anh phát huy tốt, tỏa sáng rực rỡ rồi thì em không phải là sẽ yêu anh chết đi sống lại sao? Cho nên, chúng ta cứ từ từ là được rồi, anh sẽ để cho em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em từng chút một. Tô Thương nghiêm túc nói. Xì. Lý Nguyệt bĩu môi nói, gì mà tỏa sáng rực rỡ, em yêu anh đến chết đi sống lại sao? Tô Thương, anh quá tự cao rồi đấy, nói không chừng sau này em sẽ thích người khác thì sao? Lý Nguyệt kiêu ngạo nói, dù sao thì một người con gái ưu tú như em thì thiếu gì người theo đuổi. Em tùy tiện chọn một người thì cũng đẹp trai hơn anh nhiều. Thôi đi, đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, cũng không ăn được, có người nào lớn như anh sao? Tô Thương mặt tràn đầy khinh thường nói. Ha ha, cái gì mà gọi là anh lớn chứ, em vốn cũng không xem trọng tuổi tác, lớn hay nhỏ hơn em 2 tuổi em đều có thể chấp nhận được, không lớn bằng anh thì sao? Lý Nguyệt đang nói thì nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Tô Thương. Và những người đang đi xung quanh cũng tràn đầy vẻ quái lạ. Lớn? Cái gì lớn? Lý Nguyệt lập tức phản ứng lại, cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ, khuôn mặt ngọc đỏ bừng lên nói, Tô Thương, anh muốn chết hả? Nói bậy gì vậy chứ? Lớn cái gì mà lớn? Ở đây nhiều người như vậy, thật mất mặt quá đi. Vợ à, trời đất chứng giám, suy nghĩ của em và anh là giống nhau mà, chính là vấn đề tuổi tác lớn nhỏ mà, là do bọn họ nghĩ bậy bạ thôi. Tô Thương tỏ ra vô tội nói, hơn nữa, là do em hét lên đó chứ, anh có liên quan gì đâu. Anh, hừ hừ. Lý Nguyệt hừ lạnh một tiếng, biết mình không nói thắng được Tô Thương cho nên không thèm nói tiếp vấn đề này nữa. Sau đó cô nói, Tô Thương, đi ăn lẩu đi, em muốn ăn 2 phần tôm viên. Vợ à, em đói bụng rồi sao? Tô Thương cười nói. Ừm. Lý Nguyệt thật thà gật đầu, hai mắt sáng rực lên. Lúc này nhìn cô thật giống một con nhỏ ăn hàng mà. Đói rồi, hà tất phải đi ăn lẩu chứ, của anh rất lớn, có thể coi như ăn cơm luôn. Tô Thương cười nham hiểm nói. Em đánh chết anh. Lý Nguyệt tối sầm mặt lại, tức giận nhìn Tô Thương muốn dạy dỗ anh ấy một trận. Tô Thương khẽ cười, rồi vội vàng chạy đi, Lý Nguyệt cứ thế đuổi theo sau. Cứ như vậy, hai người, người chạy người đuổi, rất nhanh đã đến ngay cửa của tòa cao ốc. Được rồi, Tô Thương, em không giỡn với anh nữa, anh đi thu hút sự chú ý của mọi người đi, em lẻn chuồn ra sau, chúng ta cứ giữ liên lạc, sau khi thoát thân rồi thì gặp nhau ở điểm hẹn. Lý Nguyệt nói, vợ à, em bị kẹt ở đây bao lâu rồi? Tô Thương cười hỏi, kỳ thực, cũng chưa tới một ngày, em nói là đã bị kẹt đến mấy ngày là muốn anh nhanh chóng tới thôi. Lý Nguyệt thoáng chút ngại ngùng nói, ha ha, Tô Thương mỉm cười. Không ngờ vợ mình còn biết nói dối nữa, tiếp theo đó, anh hiếu kỳ nói, vợ à, sao em lại không muốn nhận lời phỏng vấn vậy? Em không quan tâm đến việc trở thành một người nổi tiếng trên mạng, em chỉ muốn luyện tập vũ đạo của mình thật tốt, để nhiều người biết hơn về múa cổ phong mà thôi. Lý Nguyệt nói một cách nghiêm túc. Thì ra là như vậy, vậy thì anh cảm thấy, em càng phải nên nhận lời phỏng vấn của bọn họ. Tô Thương đưa ra một ý tưởng, bây giờ em đang hot như vậy. Chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người, đúng lúc có thể dùng danh tiếng này để quảng bá múa cổ phong, từ đó dạy được nhiều người nhảy múa hơn. Em cũng nghĩ qua vấn đề này rồi, nhưng mà em thật sự không muốn trở thành người nổi tiếng ở trên mạng, em nhìn thấy mấy người dẫn chương trình kia ngày nào cũng lên sóng, mỗi lần lên sóng cái gì cũng nói, em không muốn người khác soi mói, bàn tán về em, Lý Nguyệt thật thà nói. Vợ à, quan điểm này của em được nha. Mà ai nói là cứ phải lên sóng truyền hình chứ, em có thể tập hợp tất cả những người này trên tài khoản chính thức của mình, và nếu em vui thì hãy gửi một video, bài viết hoặc một gì đó lên. Tô Thương mỉm cười nói, em không phải là đang muốn quảng bá lớp dạy múa của em sao, nhận lời phỏng vấn xong thì hiệu quả mới tốt lên được. Anh nói cũng, nhưng mà,
Đối mặt với nhiều người xa lạ như vậy, em hơi sợ. Lý Nguyệt nhỏ giọng nói. Tô Thương an ủi, không sao, anh ở phía sau tiếp thêm sức mạnh cho em thấy phỏng vấn gần được rồi thì cứ ra hiệu cho anh lập tức dẫn em đi ăn lẩu. Nếu như bọn họ không đồng ý cho em đi thì sao? Lý Nguyệt cười khổ nói. Bọn họ dám, anh là Tô Đại Thiếu Gia, một tên phóng viên nhỏ nhoi, anh đấm một cái là xong ấy mà, yên tâm đi. Tô Thương cười nói. Ừm. Sau khi được Tô Thương động viên, Lý Nguyệt lấy hết dũng khí bước đến cánh cửa xoay bằng kính, rất nhanh liền có nhiều phóng viên ở phía trước ùa đến. Ra rồi, Lý Nguyệt tiểu thư ra rồi. Đẹp quá đi, giống hệt trong video, không cần filter cũng đẹp nữa, đúng là vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết mà. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất cổ điển, còn vượt xa tính thẩm mỹ của tôi nữa, tôi là một nữ blogger với 5 triệu người hâm mộ. Vậy mà mới nhìn cô ấy thôi thì tôi đã trở thành người hâm mộ của cô ấy trong nháy mắt. Chấm chấm chấm. Trong chốc lát, đủ loại các ống kính dài, ngắn, to, nhỏ đều nhắm vào Lý Nguyệt, chụp ảnh và quay video một cách điên cuồng. Xin chào mọi người, tôi là Lý Nguyệt, mọi người có vấn đề gì cần hỏi không, bây giờ có thể hỏi rồi. Lý Nguyệt mỉm cười nhưng có thể nhìn thấy được cô đang căng thẳng vô cùng. Tất cả mọi người ở hiện trường đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ Tô Thương sẽ ra tàn nhẫn và dứt khoát như vậy. Sao anh ta dám làm vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết khi đắc tội với cánh phóng viên chúng ta thì sẽ nhận được hậu quả gì à? Kẻ ăn chơi thì vẫn là kẻ ăn chơi thôi, không có não mà, ha ha. Có rất nhiều phú nhị đại châu bò hơn anh ta nhiều cũng phải gục ngã trong tay phóng viên chúng ta, anh ta thì tính là cái gì chứ? Phách lối, quá phách lối mà. Những đứa con của các nhà giàu có. Ha ha, không phải có tin hot rồi sao? Không ngoài dự tính, tất cả phóng viên ở hiện trường đều nhao nhao lên khiển trách Tô Thương, các ống kính dài, ngắn ngắm thẳng vào Tô Thương, chụp ảnh tách tách tách. Cho các người một phút để cút khỏi tầm mắt của tôi, nếu không. Nói đến đây, Tô Thương chỉ vào tên phóng viên đang nằm bất tỉnh dưới đất mà lạnh lùng nói, anh ta chính là vết xe đổ của các người. Ha ha, Tô Đại Thiếu Gia, anh hù dọa ai chứ? Anh cho là chúng tôi sợ anh à? Đúng vậy, phóng viên chân chính tuyệt đối sẽ không phục tùng dâm uy của bọn quyền thế ăn chơi, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước thế lực ác. Các anh em, tất cả camera đều hướng thẳng về mặt đại thiếu gia nhà họ Tô cho tôi, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của con người này. Là một phóng viên ưu tú, bản thân luôn luôn phải chuẩn bị hiến thân cho sự nghiệp, hôm nay dù có chết tôi cũng phải nổ phát súng đầu tiên phản kháng bọn quyền thế ăn chơi. Một đám phóng viên dõng dạc nói mấy lời chính nghĩa, nhìn ai cũng giống như là có lý tưởng cao cả lắm. Nhưng cơ thể của bọn họ thì, dưới sự uy hiếp của Tô Thương đều không hẹn mà cùng lùi lại phía sau, hình thành lên một sự tương phản rõ rệt giữa lời nói và hành động, khiến hiện trường cực kỳ buồn cười. Một đám ngu ngốc, Tô Thương khinh thường mà chửi bậy một câu, anh ôm eo Lý Nguyệt khẽ nói, vợ à, chúng mình đi thôi. Ừm, được. Lý Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy làm kẻ ăn chơi tốt như thế, không cần phải quan tâm ánh mắt của người ngoài, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thật ra cô đã sớm cảm thấy khó chịu rồi, nếu không phải là để giữ hình tượng của mình thì trước đấy cô đã muốn đánh bọn phóng viên này, những người này giống như con ruồi vậy, cứ vo ve phiền chết đi được. Sau đó, Tô Thương lái chiếc xe Ferrari màu đỏ chở Lý Nguyệt rời khỏi cao ốc Phong Mậu. Sau khi hai người rời khỏi, phóng viên tại hiện trường lại bắt đầu kêu gào, đồng thời cảm thấy tiếc hận. Ha ha, đúng là có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm, Lý Nguyệt vừa nổi tiếng đã bị Tô Đại Thiếu Gia bao nuôi rồi. Đừng có nói lung tung, trước đó đã nói Lý Nguyệt là vợ chưa cưới của Tô Đại Thiếu Gia mà, bọn họ đã quen biết từ trước rồi. Hừ, vợ chưa cưới cái gì, còn không phải kiêng kỵ thế lực của nhà họ Tô à? Nếu không Lý Nguyệt ưu tú như thế cần gì phải để ý một đứa phế vật như Tô Đại Thiếu Gia chứ? Chuyện Tô Đại Thiếu Gia dám đánh phóng viên còn chưa xong đâu, ha ha, rất nhanh thôi, anh ta sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Chấm chấm chấm. Tô Thương không thèm để ý đến bọn phóng viên này, anh đến hai di lao ăn lẩu với Lý Nguyệt, gọi đến mấy chục món ăn. Đương nhiên cũng phải gọi hai phần tôm viên rồi, chắc chắn phải thỏa mãn nhu cầu của vợ mới được. Vợ, vừa rồi em trả lời đáng yêu quá,
ngủ đến khi không còn cáu kỉnh nữa mới dậy, đúng là bà nội nằm trong ổ chăn mà. Tô Thương ngồi đối diện Lý Nguyệt, anh vừa nhìn Lý Nguyệt vừa mở miệng cười nói. Bà nội nằm trong ổ chăn, là gì? Lý Nguyệt thắc mắc, đồng thời cô nhặt một viên tôm viên cho vào miệng nhai, vì viên tôm còn nóng nên vẻ mặt của cô trông rất buồn cười. Tô Thương khẽ cười nói, bà nội nằm trong ổ chăn làm ông nội cười. Phì! Suýt chút nữa Lý Nguyệt cười phụt ra, sau khi nuốt viên tôm xuống, cô chửi bậy nói, Tô Thương, anh nói câu nói bỏ lửng gì vậy, lung ta lung tung, khó nghe muốn chết. Nguyên văn là yết hậu ngữ là một loại hình ngôn ngữ đặc biệt được người dân sáng tạo nên trong quá trình hoạt động thực tiễn. Nó được cấu thành bằng hai bộ phận, nửa phía trước thường ví von bằng những hình tượng, như là vế đố, phía sau thì giải thích, nói rõ, như là lời giải, rất tự nhiên mộc mạc. Trong ngữ cảnh cụ thể, thông thường chỉ nói ra phần nửa phía trước, rồi ngắt phần phía sau không nói, nhưng ta cũng có thể hiểu và đoán ra được ý của câu nói, vì vậy mà gọi là yết hậu ngữ câu nói bỏ lửng. Cái này mà khó nghe thì anh còn câu khó nghe hơn, em có muốn nghe hay không? Tô Thương suy nghĩ rồi cười nói. Không muốn, anh đừng làm phiền em ăn lẩu. Lý Nguyệt từ chối một cách quả quyết, nhưng sau khi gắp một miếng cuống họng lên ăn thì cô không kiềm được mà nảy sinh tò mò trong lòng. Lại còn có thể khó nghe hơn cái câu bỏ lửng lúc nãy sao? Lý Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, rốt cuộc cô vẫn không kiềm được mà nói, Tô Thương. Anh còn biết câu bỏ lửng nào nữa vậy, nói em nghe thử xem. Vẫn nên thôi đi, anh sợ em ăn không ngon nữa. Tô Thương lắc đầu nói. Không sao, khẩu vị của em rất tốt, em ăn được mà. Sự tò mò của Lý Nguyệt hoàn toàn bị khêu gợi lên rồi. Vậy được rồi. Tô Thương cười nói, chẳng qua nói mấy câu bỏ lửng không mà không làm gì cũng nhàm chán. Em phải làm chút chuyện liên quan tới câu bỏ lửng mới được, nếu không thì thế này đi. Em làm nũng cho anh xem đi, để anh xem em làm nũng sẽ như thế nào. Được rồi, anh Tô Thương ơi y. Vẻ mặt Lý Nguyệt ngượng ngùng nhìn về phía Tô Thương, cô nhìn trộm rồi điệu đà nói, người ta muốn nghe câu bỏ lửng, anh nói cho người ta nghe được không? Được, em đúng là băng gạc chùi đít. Tô Thương vừa cười vừa nói. Băng gạc chùi đít, cái đấy có nghĩa là gì? Vẻ mặt Lý Nguyệt tràn ngập nghi ngờ. Lọt một tay. Tô Thương cười nói, lọt, một tay. Lý Nguyệt lặp lại câu xong bỗng trợn tròn hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói, Tô Thương, anh muốn đánh nhau đúng không, em đang ăn cơm đấy, anh nói cái này làm gì, đúng là buồn nôn mà. Rõ ràng là em bảo anh nói mà, Tô Thương vô tội nói. Lấy cớ, em bảo anh đi chết anh cũng đi chết à. Lý Nguyệt cắn răng nói, anh sẽ đi, ai ngờ. Tô Thương nắm lấy bàn tay trắng nõn ngọc ngà của Lý Nguyệt, chậm rãi, thâm tình nói, anh sẽ đi. À, Lý Nguyệt bỗng thấy ngây ngất, cô chỉ thuận miệng nói một câu mà không ngờ Tô Thương lại phản ứng như vậy, làm cô cảm động muốn rơi nước mắt. Vợ à, từ nay về sau, em chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, thương em, yêu em, bảo vệ em, để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Tô Thương nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Lý Nguyệt, thâm tình cam kết, nếu như trời sập, đất sụt xuống, anh cũng sẽ vì em mà khai thiên lập địa một lần nữa, và tạo ra một thế giới thần tiên tràn ngập tiếng chim hót, hoa nở để em mãi mãi vui vẻ hạnh phúc. Tô Thương. Lý Nguyệt đón nhận ánh mắt của Tô Thương, nước mắt cảm động cũng chảy ra, đôi mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói, những lời anh nói đều là thật sao, em bảo anh đi chết anh sẽ đi sao? Tô Thương gật đầu quả quyết. Có điều anh mới dứt lời, Lý Nguyệt không còn chút dáng vẻ cảm động nào nữa, cô rút bàn tay ra, đáy mắt lóe lên một nụ cười giảo hoạt, còn có một ít đắc ý, vừa ăn lẩu vừa thản nhiên nói, vậy anh cứ đi chết đi. Khụ khụ. Tô Dương khựng lại, có chút ngượng ngùng, nhưng anh không ngờ vợ mình lại hài hước như vậy. Nhưng mà, dám trêu đùa Tô đại thiếu gia ăn chơi siêu cấp như anh đây thì chắc chắn phải cho biết tay mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyệt vùng vẫy mấy lần thì phát hiện ra cũng không có tác dụng gì nên dần dần từ bỏ dãy ruộng, bắt đầu phối hợp với Tô Thương. Khoảng chừng mấy phút sau hai người mới tách ra, Tô Thương ngồi về chỗ của mình. Tô Thương, Lý Nguyệt trà nước bọt trên môi, khuôn mặt ngọc xinh đẹp đỏ ửng lên, vừa thẹn vừa giận, cô cắn răng, nghiến lợi nói, anh làm gì vậy, ai cho anh hôn em,
Em. Anh nói bậy, em bảo anh hôn em lúc nào? Lý Nguyệt nhớ đến chuyện vừa rồi liền xấu hổ cực kỳ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ như quả táo chín. Cô khẽ nói, hơn nữa, anh quá đáng rồi, hôn thì hôn thôi anh còn nhổ nước bọt vào trong miệng em nữa. Không phải em mới vừa nói cần uống nước miếng à, ban đầu anh không định hôn em đâu, nghe thấy em bảo cần nước miếng nên anh chỉ có thể cố mà làm thôi, tặng nước miếng của anh cho em, dù sao thì em cũng là vợ của anh, nên dù anh tổn thất một ít nước miếng thì chắc chắn cũng phải khiến em thỏa mãn. Tô Thương nghiêm chỉnh, công minh liêm chính nói, vợ à, không cần cảm ơn anh đâu, đây là chuyện anh phải làm, nếu lần sau em còn cần nước miếng thì anh vẫn có thể thỏa mãn em như cũ. Để em có thể ăn no bụng một lần. Ai ra, chết mất thôi, ý của em là em bị nồi lẩu làm cay nên cần uống một ngụm nước, ai muốn uống nước miệng của anh chứ? Lý Nguyệt giận dữ, trợn mắt liếc Tô Thương một cái. Trong tiếng Trung, một ngụm nước và nước miệng nghe giống nhau nên mới gây ra hiểu lầm. Tô Thương lại nói, nước nào mà không phải là nước, có thể giải khát là được rồi, vợ ơi, em còn thấy cay không? Không cay nữa. Nhưng mà, Lý Nguyệt cắn răng nói, Tô Thương, em nói không lại anh, không thèm nghe anh nói nữa, sau này đừng có mà nhắc lại chuyện vừa rồi. Được rồi, Tô Thương đồng ý, sau đó gắp một con viên tôm cho Lý Nguyệt và cười nói, vợ ăn tôm viên đi. Em mới không ăn tôm viên mà anh dùng đũa gắp đâu. Lý Nguyệt bĩu môi, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ nói. Em còn chê anh bẩn à, vợ, em như vậy không đúng rồi. Trên đũa mới có chút xíu nước bọt nhưng vừa rồi em uống. Tô Thương, anh im ngay cho em, viên tôm này em văn là được rồi chứ gì. Lý Nguyệt vội vàng ngắt lời, sau đó nuốt vào một cái ực. Ha ha, Tô Thương thấy cảnh này, khóe miệng liền nở nụ cười vui vẻ, cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi ở cùng với Lý Nguyệt, anh thật sự cảm thấy đối phương là một người con gái quý giá, càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Lý Nguyệt hơn. Vợ ơi! Lý Nguyệt đang ăn lẩu, lúc này Tô Thương chợt nhớ đến một chuyện, thế là cười nói, anh có một món quà muốn tặng cho em. Chấm dứt chuyện đấy đi. Lý Nguyệt gắp miếng xách bò lên ăn, sau đó đen mặt nói, lần trước anh bảo muốn tặng em một món quà, kết quả là anh lại muốn tặng em con nòng nọc quái quỷ nào đấy, không có thành ý chút nào, em mới không cần quà của anh. Lần này có quà thật, Tô Thương nghiêm túc nói, anh không nói đùa. Bây giờ món quà đang ở trên người anh này. Thật á, Lý Nguyệt đặt đũa xuống, cô bỗng cảm thấy hứng thú. Vậy anh lấy ra cho em xem thử là cái gì. Đôi mắt Lý Nguyệt sáng lên, dễ dàng nhìn ra được là cô đang tràn đầy mong chờ với món quà này. Được, Tô Thương cười một cái rồi sờ tay vào ngực chuẩn bị cầm món quà ra. Tuy nhiên động tác này chỉ là để che giấu cho cái vòng tay lưu trữ mà thôi. Từ khi có cái vòng lưu trữ đồ vật, Tô Thương liền bỏ hết tất cả mọi thứ trên người vào trong cái vòng. Tuy nhiên, anh sợ rằng mình sẽ làm Lý Nguyệt giật mình khi thấy anh lấy ra mọi thứ từ trong không khí, vì vậy anh ấy đã làm một động tác giả là thò tay vào ngực. Vợ, em nhắm mắt lại đi rồi đưa tay ra, anh muốn cho em một sự ngạc nhiên. Tô Thương vừa tìm tòi trong ngực, vừa cười nói. Vâng. Lý Nguyệt làm theo lời anh nói. Càng ngày cô càng tò mò Tô Thương sẽ tặng quà gì cho mình hơn. Tô Thương lục lọi vài giây trong ngực, sau đó anh liền móc ra một cái vớ màu đen đặt trên bàn tay trắng nõn của Lý Nguyệt, đồng thời cười nói, vợ ơi, em có thể mở mắt ra được rồi. Tô Thương, sao món quà này lại nhẹ như vậy, còn mềm mại? Lý Nguyệt vừa nói vừa mở mắt ra, sau khi nhìn thấy cái vớ trên tay, cô bỗng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt tràn đầy cổ quái nói, Tô Thương. Sao món quà này giống vớ của đàn ông vậy? Khụ khụ. Tô Thương ho khan hai tiếng, sau đó sờ mũi nói, nó. Đúng là vớ mà. Vớ. Tô Thương. Sau khi Lý Nguyệt phản ứng lại, trong nháy mắt cô không còn vui mừng nữa, sậm mặt lại nói, anh thật dơ dáy mà, rốt cuộc là anh có đam mê đặc biệt gì mà lại tặng em vớ vậy hả? Nói xong, Lý Nguyệt liền ném chiếc vớ cho Tô Thương. Vợ. Tô Thương khẽ cười nói, đừng vội ném đi, đây cũng không phải cái vớ bình thường đâu, nó có thể đỡ một đòn chí mạng của cao thủ tông sư đỉnh phong, đồng thời còn có thể dội ngược đòn đó lại về phía đối thủ nữa, ở những thời khắc quan trọng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Một cái phù lục được luyện chế từ một viên đá năng lượng, có thể chống đỡ lại được một đòn toàn lực của tông sư trung kỳ,
Có điều, lúc Tô Thương luyện chế cái võ phù lục này đã dùng đến 2 viên đá năng lượng, 1 cộng 1 lớn hơn 2 nên có thể chống đỡ được đòn tấn công của Tông Sư Đỉnh Phong. Đương nhiên Tô Thương còn bố trí một cái trận pháp nho nhỏ ở bên trong nữa, vừa có thể chống đỡ được đòn đánh của đối phương, vừa có thể dội ngược đòn đánh. Nếu người ra tay không để ý thì thậm chí còn sẽ bị cái vớ phù lục bật lại mà chết. Chẳng qua là cái hiệu quả này là được thêm vào sau. Do đó cái vớ anh đưa cho Vương Phú Quý chỉ là phù lục công kích bình thường, có thể đuổi giết Tông Siêu hậu kỳ. Lúc trước Tô Thương đến chợ đen Cửu Môn đã dùng hết cái vớ phù lục của mình, cái vớ đó phải dùng hết 4 viên đá năng lượng để luyện chế mới có thể giết được Bán Địa Tông. Tông Sư Đỉnh Phong, một đòn chí mạng, còn có thể phản đòn lại sao? Sau khi nghe Tô Thương giải thích, trong nháy mắt Lý Nguyệt giật nảy cả mình, không thể tin mà hỏi, Tô Thương, anh không gạt em đấy chứ? Cái vớ này thật sự thần kỳ như vậy sao? Lý Nguyệt đến từ một trong 4 gia tộc lớn nhất, mặc dù bản thân không phải người luyện võ nhưng lại mưa dầm thấm lâu, cô cũng biết rõ mấy chuyện của giới võ thuật nên đương nhiên cô biết Tông Sư Đỉnh Phong có ý nghĩa gì. Anh lừa em làm cái gì, em cất kỹ nó đi, luôn mang theo bên người, thời khắc quan trọng nó sẽ tự chủ động bảo vệ cho em. Tô Thương nghiêm túc nói, hơn nữa, chỉ cần vớ này bị hủy, anh cũng sẽ cảm giác được. Đồng thời còn có thể định vị được vị trí của em, tóm lại em bắt buộc phải mang theo nó bên mình. Được, em biết rồi. Lý Nguyệt nghiêm túc nói, sau đó bỏ chiếc vớ vào trong túi quần của mình một cách cẩn thận. Vợ ơi, chiếc vớ em đã cất kỹ rồi, lúc trời tối người yên tĩnh lặng, em có thể ôm vớ của anh mà ngủ. Lúc này, Tô Thương cười nói. Lý Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Tô Thương, sau đó hỏi, Tô Thương. Cái vớ này không phải là anh chưa giặt đâu nhỉ? Em đoán đi. Anh thật dơ giấy mà. Ha ha ha. Tô Thương rất thích ở chung với Lý Nguyệt. Cảm giác này cực kỳ dễ chịu, là cảm giác mà xưa nay anh chưa từng có. Tô Thương nhìn Tô Thần Binh, cố tỏ ra kinh ngạc nói cha, mấy ngày không gặp, sao cha phải ngồi xe lăn rồi hả? Xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Tô Thần Binh trả lời. Chuyện gì mà ngoài ý muốn chứ? Tô Thương trong lòng biết rõ, nhưng lại giả vờ như không biết mà suy đoán cha, không phải cha đi quán ba gặp phải mấy người đi kiểm tra phòng, rồi bị dọa đến leo tường chạy trốn luôn đó chứ, kết quả là không cẩn thận té gãy chân luôn hả? Đi cái đầu mày đó, tao là loại người đó hay sao hả? Sắc mặt Tô Thần Binh tối sầm lại. Cũng đúng. Tô Thương nghiêm túc gật đầu, nhỏ tiếng nói, cha là người thường xuyên ở nhà nghiên cứu clip. Cái gì mà quán ba gì gì đó, lại không có hứng thú. Cha như thế là không được rồi, chỉ nghiên cứu tư thế mà không ra ngoài thực nghiệm thì không có cách nào mà tăng thêm kinh nghiệm đâu nha. Tô Thương nói tiếp, mẹ đã mất được 5 năm rồi, cha à, cha có thể suy nghĩ về việc tìm cho con một người mẹ kế rồi đó, con không ngại đâu. Con nhớ có rất nhiều quý cô nổi tiếng, rất có tình ý với cha mà, cha có thể cưới một cô xinh đẹp vào nhà. Sau này có người chăm sóc cha. Tiểu tử thối này, mày thì hiểu cái rắm gì, đã trải một mối tình đẹp thì khó mà yêu thương thêm được một lần nữa, người ta gọi là khắc cốt ghi tâm đó. Tô Thần Binh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt đầy tưởng nhớ nói, sau khi biết mẹ con là người mẹ tốt như thế, thì trong mắt cha, những người con gái khác đều chỉ là dung tục tầm thường, sắc đẹp rồi cũng sẽ chết theo thời gian mà thôi, loại đó không đáng nhắc đến. Còn nữa, mặc dù mẹ con không đồng hành cùng chúng ta nữa, nhưng bà ấy luôn ở trong lòng cha, cha tin là sẽ sớm có một ngày, mẹ con sẽ trở lại Giang Bắc, sống cùng với chúng ta. Tô Thần Binh ao ước nói. Ai ya, cha thế này không chỉ đang trúng độc của mẹ con, mà hơn nữa còn đang ở giai đoạn cuối rồi đó nha. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó nói, nhưng người đã chết thì không thể sống lại được, chúng ta phải hướng về phía trước chứ. Người chết không thể sống lại. Nghe đến đây, trong ánh mắt Tô Thần Binh hiện lên một thần sắc khác thường, nhưng không tiếp tục nói về chuyện này nữa, mà là dò hỏi, thằng danh con, mày vẫn chưa trả lời tao, mấy hôm nay mày đi đâu làm gì hả? Con đi chơi mấy ngày. Tô Thương cười tinh nghịch, cha, hóa ra người luyện võ mạnh như thế hả? Mấy hôm nay con ở bên ngoài đi tới quán ba cao cấp, liên tục đánh trận, chinh chiến khắp nơi, không hề có cảm giác kiệt sức gì cả. Cho đến bây giờ con cũng còn thấy tinh lực đang dồi dào đây này. Tô Thương, mày muốn chọc tao điên hả?
Tô Thần Minh giận không kìm nổi mà hét lên, ông chủ Lý nhà người ta, lấy thông thần đan ra, giúp mày thành người luyện võ, để mày đặt chân lên hóa kình trung kỳ, chứ không phải để cho mày dùng để đi lượn lờ ở quán ba đâu. Xuyệt, cha à, nhỏ tiếng chút đi, tai vách mạch rừng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được, đừng để người khác nghe thấy. Tô Thương nhỏ tiếng nói. Cái chứ, mày cũng còn biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nữa hả? Tô Thần Minh tức giận, nhưng cũng hạ giọng phối hợp, nhỏ tiếng nói, Tô Thương, từ nay về sau, tao cấm mày đi quán bar, không thể làm việc gì có lỗi với Lý Nguyệt được, nếu không thì tao sẽ cho mày hiểu thế nào là tình yêu thương thật sự của cha. Cha à, vẫn nên đợi vết thương lành lặn đi đã rồi nói sau nha, cha giờ đã ngồi xe lăn rồi đó, chúng ta, cha nhân từ, con hiếu thảo, lịch sự hòa nhã, không phải sao? Tô Thương cười tinh nghịch nói. Thằng danh con. Tô Thần Minh tức giận nhìn chăm chú vào con trai mình, nghiến răng nói, cả ngày chơi bời lêu lổng, theo tao thấy dù là mày dùng thông thần đan để trở thành người học võ, giỏi nhất cũng không thể cao hơn được cảnh giới hóa kình, đó có lẽ chính là đỉnh cao của mày rồi. Đúng đúng đúng, cha nói đúng. Tô Thương không tranh cãi nữa, sau đó dò hỏi ý của cha một chút, thế là liền hỏi, cha, nói thật xem nào, rốt cuộc là sao mà cha lại bị thương chứ? 3 ngày trước. Cha với ông nội con đến chợ đen Cửu Môn để đợi chú Tô Huyền Thiên, chúng ta không phải là đã gặp nhau ở đó hay sao? Tô Thần Minh không giấu giếm, nói tiếp, sau khi con đi không lâu, liền có một tên rất mạnh đã xuất hiện, bị người khác sai khiến đến giết cha. Trước khi giết, còn dùng các loại thủ đoạn khác nhau, tàn nhẫn hành hạ cha một trận. Nói đến đây, Tô Thần Minh nghiến răng nghiến lợi. Thật đáng hận. Tô Thương nghe xong, tức giận nói cha. Người đó ở đâu, sao lại dám hành hạ cha của Tô Đại Thiếu gia ta chứ, còn đánh chết hắn ta. Nghe những lời nói này của con trai mình, Tô Thần Minh trong lòng có chút ấm áp, sau đó tiếp tục nói, kẻ đó rất mạnh, đã bước chân vào bán địa tông, con không phải là đối thủ của nó, huống hồ gì kẻ đó đã chết rồi. Chết rồi. Tô Thương ngạc nhiên nói, cha, kẻ đó mạnh như thế, cao thủ nào mà kinh thiên động địa có thể giết chết được kẻ đó thế cha? Là Tô Huyền Thiên. Tô Thần Minh cười nói, chú Tô Huyền Thiên của cha, dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng có thể đánh bại được kẻ đó. Huống hồ, chú Tô Huyền Thiên vì báo thù cho cha, mà không cho kẻ đó chết một cách thoải mái. Cha nghe nói chú Tô Huyền Thiên dùng kiếm, chém kẻ đó thành ngàn mảnh, chia làm vô số miếng. Nhắc đến Tô Huyền Thiên, Tô Thần Minh lại cực kỳ tự hào. Quá mạnh rồi, Tô Huyền Thiên quả thực là thiên phú trời cho, kiệt xuất thời nay. Có cơ hội thật là muốn kết bạn với anh ấy quá đi mà. Thằng danh con này, Tô Huyền Thiên là chú của cha, con muốn kết bạn với chú ấy sao, rồi cha con xưng hô thế nào, mày đang nghĩ gì chứ hả? Tô Thần Minh tối sầm mặt lại. Cha, đợi khi con kết bạn được với Tô Huyền Thiên rồi, chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau về chuyện này nha. Tô Thường cười nói. Cút đi. Cái thứ không đứng đắn. Tô Thần Minh nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này không cần phải nghĩ, Tô Huyền Thiên mãi mãi là chú của tao, là ông nội Tô của mày. Con, mình lại trở thành ông nội của chính mình rồi sao? Tô Thương cười khổ 2 tiếng, tiếp tục nhìn Tô Thần Minh, dò hỏi, cha, nãy cha nói cái người luyện võ đạt cảnh giới bán địa tông kia sao lại muốn giết cha, còn khoảng thời gian trước, ông nội giống như đánh nhau với người khác nên bị thương, nhà chúng ta có kẻ thù gì thế? Những vấn đề trước đó, cũng chỉ là làm nền, đây mới chính là điều mà Tô Thương muốn biết nhất. Tô Thần Minh nghe đến đây, đón nhận ánh mắt của Tô Thương, sau khi im lặng vài giây, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tô Thương. Tô Thần Minh nhìn chăm chú vào Tô Thương, biểu cảm nghiêm trọng nói, bây giờ con đặt chân vào giới luyện võ, có những chuyện, nói cho con biết cũng không sao, dù sao con cũng phải sớm đối mặt. Nhà họ Tô chúng ta. Quả thực có kẻ thù không đội trời chung, đối phương đến từ tông phái cổ võ, là một trong 6 tông phái lớn mạnh mẽ nhất, cụ thể thế nào cha không nói cho con biết đâu, cha sợ dọa con tè ra quần mất. Tô Thần Minh nói tiếp, tối vài ngày trước, người muốn giết cha đến từ Vô Ảnh Tông, là một trưởng lão của Vô Ảnh Tông, sức mạnh của ông ta ở Vô Ảnh Tông cũng không tính là quá cao. Mà Vô Ảnh Tông, ở trong giới cổ võ, là một tông phái trung đẳng, kém xa tít mù kẻ thù của chúng ta. Tô Thần Minh suy đoán nói, chắc hẳn, người kia đã bị sai khiến, mới có thể đến Giang Bắc giết cha.
Dựa vào thực lực bây giờ của Tô Thương thì chắc chắn là không đủ dùng, cho dù là hệ thống tu tiên có mạnh đến cỡ nào, thì cũng không thể giúp anh ấy trong một thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi, lại có thể có được uy lực nghiền nát được cả giới võ thuật. Thời gian. Tô Thương cần có thời gian, chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian nữa, thì anh có thể càn quét giới võ thuật rồi. Hơn nữa, cũng không cần thời gian quá lâu. Lúc đầu Tô Thương nghĩ rằng phải mất ít nhất vài chục năm nữa thì anh mới có thể tạo được nền móng. Nhưng mà bây giờ chỉ mới qua có mười mấy ngày thôi, thì anh đã đạt đến tầng luyện khí thứ 5 rồi. Tài nguyên trên trái đất thì ra là cũng không hề ít, khi có đủ linh khí rồi, thì Tô Thương có thể nhanh chóng tạo dựng được nền tảng rồi. Trái đất và huyền thiên tiên vực không giống nhau, ở đây các đạo pháp lớn vô cùng yếu. Sau khi tạo dựng được nền tảng, thì Tô Thương có thể bay lên trời cao, tất cả các loại thủ đoạn đều có thể thi triển ra được, nào là trận pháp, phù lục, luyện khí đều sẽ ở một cấp bậc cao hơn. Nhưng mà đối thủ bây giờ đã phái đến một tên bán địa tông rồi, còn không biết sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa. Nghĩ đến đây, Tô Thương nhìn sang Tô Thần Binh, không nhịn được liền hỏi cha, người lần trước đánh cha bị thương cũng là bán địa tông sao? Không phải. Tô Thần Binh lắc đầu nói, thằng nhóc con lần trước tới Giang Bắc mới chính là kẻ thật sự muốn tiêu diệt nhà họ Tô chúng ta. Người đó tuy còn rất trẻ nhưng đã là cao thủ ở cảnh giới tông sư đỉnh phong rồi, đó là một cao thủ trẻ tuổi luôn sống ẩn giật ở một tông phái lớn, rất hiếm khi lộ mặt ra ngoài. Tô Thần Binh nói tiếp, nhưng mà anh ta chắc là có chút kiêng dè gì đó cho nên ban đầu mới không sai một tên cao thủ nào đến trực tiếp tiêu diệt nhà họ Tô, mà lại lựa chọn tự mình ra tay. Không đúng, chính là anh ta không ngờ tới thực lực của ông nội con lại mạnh đến như vậy, cho nên mới trở về trong vô vọng. Sắc mặt Tô Thần Binh ngưng trọng lại, rồi nói, và có lẽ là anh ta muốn tiêu diệt nhà họ Tô quá rồi, cho nên mấy ngày trước mới sai tên trưởng lão Vô Ảnh Tông tìm đến giết cha. Nhưng mà, Tô Thương, con cũng đừng quá lo lắng, thời gian này các tông phái lớn trong giới võ thuật đang có một cuộc thi, các thiếu niên anh tuấn của các môn phái đều đang chuẩn bị cho cuộc thi võ thuật đó. Chắc hẳn là người kia cũng đang tập trung để mà chuẩn bị, như vậy thì cũng không còn tâm tư nào để mà đối phó với nhà họ Tô chúng ta nữa. Tô Thần Binh cười khổ nói, dù sao trong mắt của anh ta thì nhà họ Tô cũng chỉ như là một con kiến có thể bị giẫm chết bất cứ lúc nào. Tô Thương gật gật đầu, rồi âm thầm ghi nhớ lại. Anh không thích cảm giác không chắc chắn này, cho nên bắt buộc phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Được rồi. Tô Thương mấy chuyện này con biết là được rồi, cũng đừng quá lo lắng quá. Tô Thần Binh lại nói tiếp, nhà họ Tô chúng ta ở nước Hoa còn có một sức ảnh hưởng nhất định, người đó cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu, hơn nữa cha cũng đã nghĩ ra cách để đối phó rồi. Cách gì vậy? Tô Thương hiếu kỳ nói. Chú Huyền Thiên trẻ tuổi như vậy, mà lại có thể giết chết bán địa tông, chắc hẳn là cũng đến từ một đại tông phái siêu việt nào đó. Tô Thần Binh nghiêm túc nói, đợi sau khi cha khỏi hẳn rồi, cha sẽ tiếp tục đi đến chợ đen Cửu Môn để tìm chú Huyền Thiên, nếu như chú ấy chịu giúp chúng ta thì nhà họ Tô chắc hẳn có thể vượt qua được kiếp nạn này. Tô Thương Nghinh nghe đến đây, nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Lai lịch phía sau của mình, không có gì mà kinh thiên cả. Nhưng mà Tô Thương chợt nhớ đến Dược Phương Điện mà Hoa Thời Mạc đã nhắc đến, không khỏi có chút suy nghĩ trong lòng. Dựa theo lời của Hoa Thời Mạc nói thì Dược Phương Điện gần như là nơi tập hợp tất cả các thầy thuốc trên khắp cả nước, địa vị vô cùng siêu nhiên, có thể huy động được rất nhiều cường giả, sức ảnh hưởng vô cùng kinh người. Nếu như mà mình có thể có được thân phận ở trong Dược Phương Điện, vậy thì không phải là đã có được một chỗ dựa vô cùng vững chắc hay sao? Xem ra, hội nghị lựa chọn trưởng lão lần này của Dược Phương Điện, mình bắt buộc phải tham gia mới được. Nếu như có thể... Tô Thương còn muốn thách đấu với lại điện chủ của Dược Phương Điện nữa. Mặc dù thực lực của anh không chắc là sẽ thắng, nhưng mà về mặt y thuật thì đủ để có thể trấn áp được tất cả các thầy thuốc trên trái đất này. Đương nhiên, Tô Thương sẽ quan sát rõ ràng trước, nếu như mà Dược Phương Điện không phải là người nói hai lời, thì dựa vào y thuật của mình thì sẽ nhận được sự tôn kính của tất cả các thầy thuốc, khi các thầy thuốc đoàn kết lại họ có thể chống lại được điện chủ. Vậy thì sau đó anh có thể thách đấu với điện chủ rồi. Còn nếu không, thì Tô Thương sẽ làm trưởng lão trước, như vậy để tránh nhảy nhanh quá gây đến sự bài xích của điện chủ đương nhiệm. Suy nghĩ đến đây,
Tô Thương dự định đi tìm Hoa Thời Mặc để thăm dò về chuyện của Dược Vương Điện, thế là nói cha, nói nhiều như vậy chắc cha cũng mệt rồi, cha nhanh nghỉ ngơi đi, con đi đến trường học đây. Cái gì, cái thằng danh con này, không phải mới từ quán ba trở về sao, bây giờ lại muốn đi quán ba nữa hả? Ai ngờ Tô Thần Binh lại nổi giận nói. Cha, cha lãng tai thật rồi, con nói là con muốn đi đến trường học mà. Tô Thương sầm mặt lại nói lớn. Đi đến quán ba thì đi đến quán ba, mày to tiếng như vậy để làm gì, sợ người ta không biết hay sao? Tô Thần Binh khiển trách nói. Tô Thương lại nói lại một lần nữa, con muốn đi đến trường học. Người khác nói đi đến trường học thì chính là đi đến trường học thật, nhưng mà lời nói này từ miệng con nói ra thì cha đều nghe ra chính là con muốn đi đến quán ba. Tô Thần Binh làm ra dáng vẻ như đã nhìn thấu con người của Tô Thương, không hề có sự tin tưởng nào nói, là con muốn chủ động muốn đi đến trường học sao, ha ha ha, cứ coi như là con nói là con heo nái biết leo cây thì cha cũng sẽ tin, nhưng mà con nói con muốn đi học thì có đánh chết cha cũng không tin. Con chính là đi đến quán ba đó được chưa, tạm biệt cha. Tô Thương không thèm giải thích nữa, trực tiếp rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Hừ, thừa nhận rồi đúng không? Quả nhiên là bị cha đoán đúng rồi, con chính là muốn đi quán ba mà. Tô Thần Binh đen sầm mặt lại, nhưng cũng không quên nhắc nhở, thằng nhãi con, coi mà chú ý đến sức khỏe, đừng có mà chơi vui quá, cho dù là người lại luyện võ cũng không thể nào chơi cả ngày được đâu. Hai, con cái lớn rồi cũng không để cho người khác bớt lo được mà, đến khi nào mới có thể hết lo được đây? Tô Thần Binh thở dài một hơi. Rồi sau đó kêu người làm nhà họ Tô đẩy ông ta vào phòng đọc sách. Cậu lui xuống đi, không có gì thì đừng có đến làm phiền tôi muốn ở một mình trong phòng đọc sách một lúc. Tô Thần Binh đuổi người làm đi xuống, rồi sau đó nhìn lên chiếc máy tính trên bàn đọc sách, khó khăn bước tới bên đó. Bây giờ tứ chi của ông ta đã bị gãy rồi, vết thương cũng rất là nghiêm trọng, còn cần phải nghỉ ngơi một thời gian nữa mới có thể hồi phục lại được, cho nên trước mắt, hai tay, hai chân đều không có cách nào sử dụng được. Nhưng mà, cổ của Tô Thần Binh không sao cả, cho nên lúc này ông ấy mới nghiêng người về phía trước, dùng lưỡi để mà nhập mật khẩu mở máy tính ra, đồng thời bấm vào những tác phẩm điện ảnh và truyền hình tuyệt vời đang chiếu gần đây. Đúng là cái thứ không biết gì mà, quán ba thì có cái gì hay mà đi, làm gì mà hay bằng mấy cái phim nhỏ này chứ, kích thích, rất là kích thích đó nha. Tô Thần Binh ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình của máy tính, hai con mắt sáng rực lên. Mỗi lần xem phim đều chính là những lúc ông ấy ở trạng thái thả lỏng nhất, vô cùng thoải mái. Chỉ là lần này, trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết mà, tay đã bị đánh gãy rồi nên không thể động đậy gì được. Khoảng 40 phút sau Tô Thương đã lái xe đến Đại học Kinh Tử. Lúc nãy anh vừa mới đưa Lý Nguyệt tới trường, đã tới một chuyến rồi. Không ngờ nhanh như vậy lại đến một lần nữa. Mấy tên bảo vệ của trường học đều là những kẻ hợm hĩnh, nhưng mà nhìn thấy chiếc Ferrari của Tô Thương thì lập tức lấy cái điều khiển từ xa, mở thanh chắn xe lên. Tô Thương lái xe vào khuôn viên của trường học, rồi sau khi đã gọi điện xác định được Hoa Thời Mạc vẫn đang ở trong văn phòng thì anh liền bước nhanh qua đó. Trưởng lão của Vô Ảnh Tông, cảnh giới Bán Địa Tông, ghé bước đến Giang Bắc. Vốn dĩ là đã hạ mình để đến thành phố Giang Bắc nhỏ nhoi này, nhưng kết quả là chết ngay tại Giang Bắc. Điều này thật là khó mà tin được mà. Ông chủ, Tô Huyền Thiên giống như là đột nhiên xuất hiện vậy, trước đây ở Giang Bắc không hề có bất kỳ thông tin nào của anh ta. Thuộc hạ của Đồng Văn Thắng ở bên cạnh nói, tôi ở chợ đen Cửu Môn đã thăm dò rất là lâu rồi cũng không có được nhiều tin tức cho lắm, chỉ biết được là tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên đã kết nghĩa anh em với Tô Kiền Khôn. Kết nghĩa? Đồng Văn Thắng nghi ngờ nói, ý của cậu là cái lão đầu đinh tóc bạc Tô Kiền Khôn và Tô Huyền Thiên sớm đã quen biết nhau sao? Chắc là không phải đâu, bọn họ mấy ngày trước mới quen biết nhau thôi. Tên thuộc hạ này giải thích nói, mấy ngày trước không biết là vì lý do gì mà Tiếu Diện Phật lại muốn ra tay tiêu diệt nhà họ Tô. Kết quả là còn chưa đợi ông ta ra tay, thì đã bị Tô Huyền Thiên giết chết rồi. Nguyên nhân Tô Huyền Thiên muốn giết Tiếu Diện Phật, hình như là do Tiếu Diện Phật đã để ý đến anh ta, cứ tưởng rằng anh ta chỉ là một người bình thường cho nên mới muốn giết người trộm đồ, cả hai từ đó kết thù nhau.
Tay thuộc hạ lại nói tiếp, sau khi Tô Huyền Thiên giết chết Tiếu Diện Phật thì ngày hôm sau Tô Kiền Khôn đã đến chợ đen Cửu Môn tìm Tô Huyền Thiên, còn lấy ra hai viên đá năng lượng tặng cho anh ta, nhanh chóng kết nghĩa anh em với Tô Huyền Thiên. Cái lão Tô Kiền Khôn này đúng là nhanh tay mà, thế mà đã nhanh chóng lôi kéo được Tô Huyền Thiên về trận doanh của nhà họ Tô rồi. Đồng Văn Thắng cười lạnh, sau đó lại hỏi tiếp, Tô Huyền Thiên cần đá năng lượng để làm gì, năng lượng bên trong đó người luyện võ không thể hấp thụ được mà. Cũng không rõ nữa, tên thuộc hạ lắc đầu nói. Dù cho có như thế nào thì tên Tô Huyền Thiên này bắt buộc phải trả giá đắt rồi, Vô Ảnh Tông chắc chắn sẽ không buông tha cho anh ta. Đồng Văn Thắng mặt tràn đầy lo lắng nói, chỉ hy vọng là Vô Ảnh Tông đừng trách tội nhà họ Đồng chúng ta là tốt rồi. Ông chủ, tiền bối cát chết không có liên quan gì đến chúng ta, theo lý mà nói Vô Ảnh Tông không thể trách chúng ta được. Về lý sao? Đồng Văn Thắng cười khổ nói, Vô Ảnh Tông làm gì mà chịu nói lý với chúng ta, trong mắt của bọn họ, nhà họ Đồng chúng ta không là gì cả, chỉ sợ họ đem cái chết của tiền bối cát đổ hết lên đầu chúng ta. Không được. Tôi phải đích thân đi đến Vô Ảnh Tông một chuyến mới được, chào hỏi một tiếng, may ra còn bảo toàn được cho nhà họ Đồng. Đồng Văn Thắng đưa ra quyết định, rồi sau đó lại hỏi, Tử Khôn hai ngày nay bận việc gì vậy? Thưa ông chủ, theo sự dặn dò của ông, thì Tử Khôn thiếu gia luôn tăng cường luyện tập nói, lúc nói chuyện đã không còn chen vào mấy tiếng nước ngoài vào nữa rồi. Tên thuộc hạ lại nói tiếp, lúc trưa, tôi nhìn thấy Tử Khôn thiếu gia đi ra ngoài nhưng không biết là đi đâu. Đứa con trai này của tôi cũng khá là tốt, không giống như là mấy đứa trẻ con nhà giàu khác, chỉ biết cậy quyền thế ức hiếp người, gây rắc rối cho gia đình. Nhắc đến Đồng Tử Khôn, Đồng Văn Thắng có chút an ủi, không tránh được lộ ra một nụ cười. Giờ này, phút này, Tô Thương đang ở trong văn phòng gặp gỡ Hoa Thời Mạc. Sư phụ, tôi đã dò hỏi kỹ càng rồi, đại hội y thuật 5 ngày sau sẽ được tổ chức. Hoa Thời Mạc cung kính nói, cũng khá may là tối qua tôi mới vừa nhận được tin tức, địa điểm tổ chức đại hội y thuật chính là ở ngay Giang Bắc. Giang Bắc sao? Tô Thương nhíu mày nói, lúc trước đại hội y thuật đều được tổ chức ở đâu? Chính là ở trên thành phố, không có ngoại lệ nào cả, mỗi năm đều chỉ tổ chức ở trên thành phố, nhưng mà lần này lại quyết định tổ chức ở Giang Bắc. Hoa Thời Mạc trả lời nói, dựa vào những gì tôi biết. Thì địa điểm tổ chức đều là do Điện Chủ Trương Khổ Mộc quyết định, lúc đó tất cả các thầy thuốc ở trong Dược Vương Điện đều sẽ đến Giang Bắc tham gia Đại hội Y thuật. Vô duyên vô cớ lại đổi địa điểm sao? Tôi thường càng nhíu mày sâu hơn, bên trong chắc chắn là có vấn đề. Sư phụ, tôi có một người bạn ở thành phố khá là có quyền, cho nên mới biết được một số tin tức. Lúc này, Hoa Thời Mặc nhỏ giọng nói, 3 ngày trước ở biên giới phía đông đã xảy ra một chuyện lớn. Một trong 10 vị tướng lớn của nước Hoa, là chiến thần Dực Cân, cũng chính là chị gái của cậu Tô Dực Cân dẫn theo người tiến vào nước Đê, kết quả là bị 8 vạn quân địch bao vây, nguy cơ trong một sớm một chiều. Nói đến đây, Hoa Thời Mạc nhìn sang Tô Thương rồi nói tiếp, sư phụ, nhưng mà cậu đừng có lo, Tô Tiểu Thương đã được cứu rồi, cứu cô ấy chính là một người, một chó. Điều đáng kinh khủng chính là chỉ có một người. Một chó thôi vậy mà đã giết sạch hết 8 vạn binh lính nước Đê, 2 cao thủ tông sư trung kỳ, thậm chí còn có một bán địa tông nữa, làm chấn động hết cả các lãnh đạo cao cấp của nước Hoa. Hoa Thờ Mạc lẩm bẩm nói, không biết người đó là ai nữa, đã có thực lực khủng bố như vậy lại còn một con chó nữa chứ, thật khiến người ta kinh hãi mà. Ha ha, tôi đương nhiên là không lo lắng cho sự an nguy của chị gái rồi, bởi vì người cứu chị ấy chính là tôi. Lúc này, Tô Thương thản nhiên cười nói. Cái gì? Hoa Thời Mạc nghe thấy như vậy, lập tức tràn đầy kinh ngạc nói, sư phụ, ý của cậu là cậu đã đi đến biên giới phía đông cứu Tô Tiểu Thư, vậy thì cao thủ thần bí đó chính là cậu sao? Người bạn kia của Hoa Thời Mạc cũng chỉ có quyền hạn bình thường mà thôi cho nên cũng không biết nhiều về sự việc đó. Tô Thương gật đầu, rồi nghi ngờ nói, chuyện này với chuyện đại hội y thuật thay đổi địa điểm có liên quan gì đến nhau chứ? Lúc nãy, tôi cũng không biết nhưng bây giờ tôi có thể đoán ra được rồi. Hoa Thời Mạc cung kính nhìn Tô Thương rồi nói, sư phụ, tình hình của Dược Vương Điện, lúc trước tôi đã có nhắc đến với cậu rồi. Trong Dược Vương Điện có rất nhiều thầy thuốc, sức ảnh hưởng của họ rất là rộng lớn,
cho dù là tông chủ của các tông phái lớn hay là các nhân vật ở cấp độ bất tử thì cũng cần đến một sợi mì của Dược Vương Điện. Nhưng mà trong Dược Vương Điện lại không hề có một cao thủ thật sự nào cả, một cao thủ thuộc riêng của Dược Vương Điện. Hoa Thời Mạc nói tiếp, những viện trợ bên ngoài đó cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không có ý nghĩa gì, suy cho cùng cũng chỉ là ngoại viện mà thôi. Một khi Dược Vương Điện gặp phải nạn sinh tử thì có bao nhiêu người sẵn lòng ra tay giúp đỡ chứ? Đương nhiên nhiều năm gần đây, cũng có rất nhiều cao thủ tán tu muốn gia nhập Dược Vương Điện nhưng mà mấy cái thứ đó tâm cơ không đơn giản cho nên điện chủ đương nhiệm không dám thu nhận. Hoa Thờ Mạc cười khổ nói, điều này dẫn đến Dược Vương Điện không có lấy một cường giả võ thuật đỉnh phong nào cả. Nhưng mà, 3 ngày trước lại có một cao thủ trẻ tuổi đã tiêu diệt hết 30.000 người nước đê. Mọi người đều đoán anh ta đã đạt đến cảnh giới bán địa tông, trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới bán địa tông, thì thành tựu tương lai còn rộng mở lắm. Hoa Thời Mạc nói ra nguyên nhân, cho nên, Dược Vương Điện mới nảy ra ý đồ lôi kéo anh ta về để mà bồi dưỡng. Tôi nghe bạn tôi nói điện chủ và các trưởng lão đã họp rồi quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào bắt buộc cũng phải lôi kéo cho được cường giả trẻ tuổi đó gia nhập vào Dược Vương Điện. Nếu như địa tông trẻ tuổi đó vẫn chưa có tông phái nào thì là tốt nhưng mà nếu như có tông phái rồi thì dựa vào tài nguyên và uy danh của Dược Vương Điện để ép buộc, dụ dỗ anh ta gia nhập vào, cho dù như thế nào, cũng phải để người đó một thân phận duy nhất chính là thành viên của Dược Vương Điện. Hoa Thời Mạc khẽ cười nói, sư phụ, bây giờ tôi mới biết hóa ra địa tông trẻ tuổi đó chính là cậu. Sau khi biết được rõ ý đồ của Dược Vương Điện, Tô Thương bắt đầu âm thầm tính toán. Nếu đại hội y thuật được tổ chức ở Giang Bắc thì cũng sẽ giảm bớt được nhiều phiền phức. Đến lúc đó, bản thân mình sẽ lấy thân phận của Tô Huyền Thiên tham gia, sau đó thể hiện chút tài năng ra thì đương nhiên có thể làm trưởng lão rồi. Còn muốn phát động thách đấu với điện chủ thì phải xem tình huống thế nào đã. Sư phụ, ngoài chuyện đại hội y thuật ra, còn một chuyện này tôi cảm thấy cũng cần phải nói cho cậu. Lúc này, Hoa Thời Mạc cung kính nói. Tô Thương cau mày nói, chuyện gì? Chiến thần Thiên Sách dưới trướng Bình Thân Vương đã khởi hành đến Giang Bắc rồi, có lẽ đêm nay sẽ đến nơi. Hoa Thời Mạc nói tiếp, theo tin tức của tôi thì chiến thần Thiên Sách đã nhận được mệnh lệnh của Bình Thân Vương đến Giang Bắc để kết giao với cao thủ trẻ tuổi kia. Lúc trước tôi còn cảm thấy rất ngạc nhiên, sao Giang Bắc đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy, ha ha, không ngờ người giết chết 80.000 binh lính của địch lại chính là sư phụ. Hoa Thời Mạc tiếp tục nói như vậy thì sư phụ à, chiến thần Thiên Sách cũng vì cậu mà đến đó. Bình Thân Vương, chiến thần Thiên Sách, Tô Thương khẽ cau mày, hiển nhiên anh không biết hai người này là ai. Nhìn thấy sự nghi ngờ của sư phụ, Hoa Thời Mạc giải thích nói, sư phụ, Bình Thân Vương là anh em ruột của đương kim hoàng thượng, tay nắm trọng binh, là đại nguyên soái của nước Hoa. Dưới trướng ông ta có 10 vị chiến tướng, chị gái của ngài. Tô Dực Cân là một trong 10 đại chiến tướng và chiến thần Thiên Sách, Triệu Thiên Sách cũng vậy. Hóa ra là người lãnh đạo trực tiếp của chị gái à? Tô Thương nở một nụ cười rồi lập tức hỏi, Triệu Thiên Sách này có công lao gì mà có tên tuổi ngang với chị gái ta vậy? Chiến thần Thiên Sách trấn thủ biên giới phía Nam, từng có một lần lừa giết 12 vạn quân địch, dọa các nước phía Nam biên giới mới nghe tin đã sợ mất mật. Nhắc đến Triệu Thiên Sách. Hoa Thời Mạc hiếm khi mới bộc lộ sự kính nể mà nói, sư phụ, Triệu Thiên Sách là kho báu của quốc gia, là trụ cột của Đại Hoa, uy danh vẫn luôn rất cao. Ta biết rồi. Tô Thương khẽ gật đầu. Sư phụ, nếu Triệu Thiên Sách muốn gặp cậu thì cậu có gặp hay không? Hoa Thời Mạc dò hỏi. Không gặp. Tô Thương khẽ cười nói, Bình Thân Vương phái anh ta đến tìm tôi không phải là muốn kéo tôi vào dưới trướng à? Cả đời tôi mặc sức với vạn dặm sông núi, không muốn có bất kỳ trói buộc nào, sao có thể trở thành thủ hạ của vương hầu được, gặp hay không gặp cũng không có ý nghĩa gì. Ông chỉ cần giúp tôi lưu ý đại hội y thuật nhiều hơn là được, có tin tức gì thì nói cho tôi biết, mấy chuyện khác không cần quan tâm quá nhiều. Tô Thương thản nhiên nói. Vâng. Hoa Thời Mạc cung kính đáp ứng, sau đó ông ấy không kiềm được mà hỏi, sư phụ, tôi nghe nói là một người. Một chó giết được 80.000 quân địch, nói như vậy thì cậu còn có một con chó cảnh rất mạnh ư. Hừ, Tô Thương không trả lời mà nhíu mày nhìn Hoa Thời Mạc, lạnh lùng nói, ông quên lời tôi vừa mới nói rồi sao? Tôi đáng chết, là tôi lắm mồm, xin sư phụ trách phạt.
Hoa Thời Mạc lập tức thấp thỏm, lo âu nói. Trách phạt thì không cần, nhưng lần sau không nên hỏi thì đừng hỏi, có một số chuyện ông ít biết sẽ tốt hơn. Vẻ mặt Tô Thương lạnh nhạt, sau đó đổi giọng nói, thương tổn của ông nội tôi khôi phục thế nào rồi, mấy ngày trước gặp ông ấy, hình như ông ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Thưa sư phụ, bây giờ ông chủ Tô đã bình phục hoàn toàn rồi. Hoa Thời Mạc nói, cơ thể của ông chủ Tô vốn đã yếu ớt, đồng thời mấy năm qua vẫn luôn bị thương nên tôi phải khống chế lại lượng thuốc. Mấy ngày nay, ông chủ Tô hồi phục rất tốt, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều nên tôi mới gia tăng dược hiệu, hôm qua thì đã khỏi hẳn rồi. Hoa Thời Mạc bổ sung nói, ông ấy phân tích rất đúng. Tô Kiền Khôn có bệnh kín trong cơ thể, đã tồn tại quá lâu rồi nên cần phải từ từ tẩm bổ mới được, không được nóng vội. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao sau khi Tô Thương sống lại không tự mình điều trị cho ông nội. Bởi vì nếu anh có ra tay thì cũng phải điều trị từ từ, vừa dưỡng, vừa điều trị, đó mới là phương án có lợi nhất cho cơ thể. Hoa Thời Mạc, cảm ơn ông đã điều trị cho ông nội của tôi. Tô Thương nhìn về phía Hoa Thời Mạc, lập tức hỏi, ông luyện cửu chuyển hồi xuân châm như thế nào rồi, đã quen với chuyển thứ hai chưa? Sư phụ, khách sáo rồi. Đây là việc tôi phải làm. Hoa Thời Mạc cười một tiếng, sau đó thẹn thùng nói, cố gắng thì cũng có thể thao tác được chuyển thứ hai rồi nhưng vẫn chưa được thuần thục lắm. Cứ từ từ thôi, thiên phú của ông không cao nhưng siêng năng khổ luyện thì vẫn có cơ hội thông thạo. Tô Thương khẽ cười nói, kế tiếp tôi sẽ chuyển cho ông thêm hai chuyển nữa, ông hãy nhìn cho kỹ. Vừa dứt lời, Tô Thương nhìn về phía mô hình cơ thể người bên cạnh, nhanh chóng rút châm bạc ra. Vừa đâm vào huyệt vị, vừa giảng giải. Sau 8 phút, Tô Thương thu tay lại, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Thời Mạc, thản nhiên nói, tôi đã đặt châm bạc trên huyệt vị, ông chỉ cần luyện tập theo là được. Cảm ơn sư phụ. Hoa Thời Mạc cực kỳ kích động, ông ấy hưng phấn nói, cửu chuyển hồi xuân châm quá thần kỳ, nếu tôi có thể nắm giữ được 4 chuyển thì đã có thể đè bẹp được đa phần các thầy thuốc khác rồi, cảm ơn sư phụ đã truyền thụ cửu chuyển hồi xuân châm cho tôi. Ha ha, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà, trong mắt tôi, cửu chuyển hồi xuân châm cũng chỉ là một phương pháp châm cứu cấp thấp nhất thôi, vốn không đáng để nhắc tới. Trong mắt Tô Thương tràn đầy sự khinh miệt, anh nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc. Cung tiễn sư phụ, Hoa Thời Mạc cúi người chào tạm biệt Tô Thương một cách cung kính, cho đến khi Tô Thương rời đi ông ấy mới dám đứng thẳng lên. Lúc này... Hai con mắt đục ngầu của Hoa Thời Mạc nhìn về phía mô hình cơ thể người mà sáng rực lên, ông ấy không kiềm được mà lẩm bẩm cửu chuyển hồi xuân châm tuyệt vời quá. Nhưng mà cái này đối với sư phụ mà nói lại là phương pháp châm cứu cấp thấp nhất. Rốt cuộc sư phụ có lai lịch gì vậy? Tuy trong lòng Hoa Thời Mạc cực kỳ nghi ngờ nhưng ông ấy vẫn thu lại suy nghĩ của mình, sư phụ không cho hỏi nhiều nên ông ấy quyết định từ nay về sau sẽ không nghĩ đến những vấn đề này nữa. Ông nội. Hoa Thanh Đại đi đến, tò mò hỏi, nhìn bóng lưng người vừa đi ra, trông rất giống Tô Thương, là anh ta ạ. Là Tô Đại thiếu gia. Hoa Thời Mạc lấy lại tinh thần, gật đầu nói, Thanh Đại, sao hôm nay cháu lại đến trường học? Từ sau khi biết bộ mặt thật của Nạp Lan Minh Chiết, Hoa Thanh Đại đau lòng đến mấy ngày, cô ấy xin phép nghỉ không đến trường nên Hoa Thời Mạc mới hỏi như vậy. Ông nội, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cháu đã lấy lại tinh thần rồi. Hoa Thanh Đại khẽ cười nói. Sở dĩ, cô ấy khổ sở như vậy cũng không phải là do tình cảm dành cho Nạp Lan Minh Chiết quá nhiều, chẳng qua là do cô ấy cảm thấy mình đã bị lừa gạt thôi. Thật ra, Hoa Thanh Đại chỉ nghĩ về Nạp Lan Minh Chiết một chút mà thôi, cũng đúng là có nảy sinh một tia tình cảm. Nhưng hạt giống tình yêu này còn chưa kịp mọc rễ, nảy mầm thì đã bị hủy diệt rồi. Chàng trai đẹp như hoa. Ấm áp và dịu dàng. Trong lòng Hoa Thanh Đại, hình tượng của Nạp Lan Minh Chiết là như vậy đấy. Tô Đại thiếu gia. Nghe được câu hỏi của ông nội, trong nháy mắt Hoa Thanh Đại đã hiểu ý của ông nội là gì, gương mắt trắng nõn bỗng đỏ ửng lên. Thanh Đại, cháu đỏ mặt làm gì, chẳng lẽ cháu đã sớm có cảm tình với Tô Đại thiếu gia à? Hoa Thời Mạc cười hỏi. Ông nội. Hoa Thanh Đại kịp phản ứng lại. Đỏ mặt nói, ông ghép cặp bậy bạ gì thế, Tô Thương là chồng sắp cưới của Nguyệt, hai người bọn họ mới là một đôi. Chuyện này có làm sao đâu. Hoa Thời Mạc suy nghĩ rất thoáng, khẽ cười nói, thằng nhóc Tô Thương này cực kỳ ưu tú,
chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ bên người, cháu có thể ở bên cậu ấy đã là rất tốt rồi. Được rồi, ông nội, ông đừng nói lung tung nữa, ông còn nói nữa cháu sẽ nổi giận đấy. Hoa Thanh Đại cắn răng nói, hơn nữa, Tô Thương không phải chỉ là người giúp cháu thấy rõ bộ mặt thật của Nạp Lan Minh Chiết thôi sao, ngoài cái đó ra thì anh ta có gì đặc biệt hơn người khác đâu, cháu mới không thích một đại thiếu gia ăn chơi thường xuyên đến quán ba cấp cao đâu. Thanh Đại, cháu thì biết cái gì, ông không cho phép cháu nói Tô Thương như vậy. Hoa Thời Mạc vừa học được hai chuyển của châm cứu nên đương nhiên muốn bảo vệ sư phụ, thế là ông ấy chân thành nói, thường xuyên đến quán ba thì sao, người đàn ông như thế đã quen với việc nhìn ngắm hoa cỏ, như vậy thì nghị lực rất cao nha, sau này sẽ có thể chịu đựng được cám dỗ. Hơn nữa đàn ông đi quán ba cũng có thể học được rất nhiều kỹ thuật, đảm bảo cuộc sống sau khi cưới sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Hoa Thời Mạc nghiêm trang nói. À, vẻ mặt Hoa Thanh Đại tràn đầy kinh ngạc. Ông nội, khi nào thì đi quán ba thì là chuyện tốt vậy, còn học tập kỹ thuật nữa chứ, dù gì ông cũng là giáo sư trường đại học danh tiếng, chuyện đó mà cũng có thể dùng hai chữ học tập được à? Sao lại không được dùng? Hoa Thời Mạc cũng nhận ra lời mình nói không ổn cho lắm, nhưng ông ấy vẫn chọn bảo vệ sư phụ, nên chỉ có thể đi đến cùng con đường này, cuộc đời chính là một quá trình học tập không ngừng, học tập chuyện mình không am hiểu thì đó chắc chắn là học tập. Không am hiểu. Ông nội à, mấy năm này ngày nào Tô Thương cũng đi quán bar, chuyện này anh ta am hiểu rõ hơn ai hết nhưng anh ta vẫn đi, đi hoài đó thôi. Hoa Thanh Đại cắn răng nói. Cái này gọi là học nữa, học mãi. Hoa Thời Mạc nhìn Hoa Thanh Đại nghiêm túc nói, từ chuyện này có thể nhận thấy Tô Thương có nghị lực rất kiên cường, sau này chắc chắn có thể trở thành người đứng trên mọi người. Cháu! Hoa Thanh Đại cứng họng. Nhất thời cô ấy không tìm được ra lý do thích hợp nào để phản bác lại. Khựng lại vài giây đồng hồ, Hoa Thanh Đại lẩm bẩm nói, ông nội, ông nói thật với cháu đi, có phải Tô Thương nắm được nhược điểm của ông trong tay hay không? Không có. Thế tại sao ông cứ luôn nói giúp cho anh ta vậy? Hoa Thanh Đại nghi ngờ nói. Hoa Thời Mạc cảm thấy hơi ngượng ngùng nói, ông nội chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Nói đúng sự thật, ha ha. Ông nội à, ông nói hay thật đấy. Hoa Thanh Đại chẳng tin chút nào, bĩu môi nói, được rồi, không nói chuyện Tô Thương với ông nữa, cháu tìm ông là định từ chức, cháu không muốn làm giáo viên trợ giảng nữa. Hả, có chuyện gì vậy? Hoa Thời Mạc cau mày hỏi. Làm giáo viên quá mệt mỏi, cháu mới tốt nghiệp đại học nên không muốn lãng phí thanh xuân, hơn nữa cháu còn tốt nghiệp học viện múa nên làm giáo viên trợ giảng khoa trung y không đúng chuyên môn chút nào. Hoa Thanh Đại nói tiếp, đúng lúc Nguyệt muốn mở một lớp đào tạo múa, cháu định qua chỗ cậu ấy, lập nghiệp với cậu ấy, làm rạng rỡ truyền thống múa cổ phong. Hai, hồi trước ông cảm thấy xã hội bên ngoài quá loạn nên mới dùng quan hệ điều cháu qua viện trung y. Hoa Thời Mạc thở dài một cái, rồi nói, sau khi xảy ra chuyện Nạp Lan Minh Chiết thì ông mới nhận ra ông đã làm sai rồi, ông không nên giữ cháu ở bên người. Nếu như cháu sớm được tiếp xúc với xã hội, biết được những cảnh lừa mình dối người, đấm đá lẫn nhau, có lẽ cháu sẽ không bị Nạp Lan Minh Chiết lừa gạt. Hoa Thời Mạc nói tiếp, được rồi, Thanh Đại, ông chấp nhận chuyện cháu từ chức. Nhưng có một chuyện cháu bắt buộc phải nhớ kỹ cho dù có gặp bất cứ chuyện gì, không giải quyết được đều phải nói với ông trước, có kết giao bạn trai cũng phải để ông nội kiểm tra cho cháu. Hoa Thời Mạc dặn dò. Hoa Thanh Đại vừa cười, vừa nói, được rồi mà ông nội. Gần đây cháu cũng không muốn nói chuyện yêu đương cho lắm. Như thế sao được, cháu đã lớn thế này rồi, trắng trẻo, xinh tươi, dáng người cũng đẹp, không nói chuyện yêu đương thì tiếc lắm. Nói đến đây, Hoa Thời Mạc lại nhắc đến Tô Thương một lần nữa, ông ấy cười nói, thật ra Tô Thương thật sự rất khá, cháu có thể suy nghĩ kỹ lại một chút. Hoa Thanh Đại bĩu môi nói, ông nội, có phải cháu không tốt ở đâu, đắc tội với ông rồi không? Sao ông cứ muốn cháu làm kẻ thứ ba vậy? Cháu vẫn còn trẻ. Hoa Thời Mạc vừa cười vừa lắc đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Hoa Thời Mạc cực kỳ hiểu rõ thực lực và thiên phú của sư phụ Tô Thương, thành tựu tương lai không thể lường trước được. Người có năng lực chân chính có ai không tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp đâu. Làm người phụ nữ bên cạnh cường giả như vậy còn thoải mái hơn làm vợ cả người bình thường nhiều.
Hoa Thời Mạc đã lang bạt hơn nửa đời người đương nhiên hiểu rõ đạo lý này nhưng Hoa Thanh Đại lại không hiểu được nên ông ấy cũng không nhắc lại nữa. Chấm chấm chấm. Giây phút này, Tô Thương đang đi dạo trong trường học, rất nhanh anh đã đến lớp 8 khóa 21 khoa trung y. Đã đến trường rồi có làm gì cũng phải qua gặp vợ một lần, huống chi anh còn chưa đến lớp học của vợ bao giờ, không biết trong lớp có con cóc ghẻ nào có mưu đồ bất chính với vợ mình hay không, nếu có phải đe dọa một phen mới được. Thế là Tô Thương đứng giữa cửa lớp 8, hai con mắt đã nhìn đi nhìn lại mấy lượt nhưng vẫn không thấy Lý Nguyệt đâu. Kỳ lạ, sao vợ lại không ở trong phòng học nhỉ? Ngờ vực trong lòng, Tô Thương gọi điện thoại cho Lý Nguyệt, khẽ cười nói, vợ ơi! Đang trong thời gian lên lớp mà em đang làm gì vậy, sao em không ở trong lớp? Em vẫn đang ở trong lớp học mà. Ở đầu dây bên kia, Lý Nguyệt khẽ nói. Không thể nào, anh đang đứng ngay trước cửa lớp 8 khóa 21 khoa trung y nhưng anh không thấy em đâu cả. Tô Thương nghi ngờ nói, chẳng lẽ anh đến nhầm lớp rồi hả? Khoa trung y. Lý Nguyệt khựng lại một chút, sau đó cắn răng nói, đồ ngốc, không phải anh đi nhầm lớp mà anh đi nhầm khoa rồi. Em học khoa tài chính. Khoa tài chính? Lần trước anh hỏi em, không phải em đã nói cho anh biết à? À chuyện này, có thể là anh nghe nhầm rồi. Tô Thương bỗng thấy hơi xấu hổ. Nghe nhầm, Tô Thương, không phải lỗ tai của anh có vấn đề gì chứ? Lý Nguyệt thở phì phò rồi cúp điện thoại. Khoa tài chính? Khoa trung y? Tô Thương nghĩ lại hình như hôm đấy vợ nói là khoa tài chính, đúng là mình nghe nhầm rồi. Lúc ấy mình còn lặp đi lặp lại hai lần, giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười thật. Mình làm sao vậy, đường đường là tiên đế vậy mà lại bị lãng tai. Vương Đại Thiếu ra lòng đầy căm phẫn. Lý Nguyệt trợn mắt nhìn Tô Thương, khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ nói, em còn không phải lo lắng cho cái tên đại ngốc nghếch nhà anh tìm không thấy lớp học hay sao? Ha ha, vợ à, lần đó là anh nghe nhầm, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, thực ra tai của anh nghe rất thính đó nha. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, thậm chí, anh có thể nghe thấy trong lòng của em đang khen anh rất đẹp trai nữa đó. Đừng bốc phét nữa được không, Mister? Lãng tai của em Lý Nguyệt bĩu môi cười nói. Khụ khụ. Tô Thương không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, thế là nói, vợ à, anh nhớ lúc đưa em đến trường, em không phải là bộ đồ này mà, em thay đồ từ lúc nào thế? Vừa rồi em đang tập múa, đây là bộ đồ múa của em. Em nghe điện thoại của anh xong liền đi ra đây, không kịp thay đồ nữa. Là thế hả, thế thì vợ ơi, em nhanh vào tập múa tiếp đi, đúng lúc để anh nhìn trộm vợ một chút. Tô Thương cười nói. Em nhảy mệt rồi, buổi trưa ăn lẩu, miệng có chút khát, em muốn uống ngụm nước. Lý Nguyệt đang nói, đột nhiên thấy Tô Thương lại gần, giống như muốn hôn mình, thế là vội vàng nói, ý của em là, em muốn uống nước khoáng, em không uống miệng, Lý Nguyệt vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Thương chặn miệng lại, bắt đầu hôn mà không thèm để ý gì đến ai. Lúc đầu, Lý Nguyệt đánh vào lồng ngực Tô Thương, nhưng từ từ, cơ thể của cô bắt đầu mềm nhũn, giống như con chim non dựa vào cơ thể Tô Thương, bắt đầu phối hợp với nhau. Mặc dù dáng người Lý Nguyệt đẹp hơn người, cao khoảng 1m7, nhưng vì múa cổ điển, nên không đi giày cao gót. Mà Tô Thương khoảng chừng hơn 1m8. Cúi đầu xuống là có thể dễ dàng hôn lên vợ mình rồi. Cứ như vậy, hai người đi tới đi lui, kéo dài khoảng 4, 5 phút mới tách nhau ra. Sau đó, Tô Thương ôm eo Lý Nguyệt, cười hì hì nói, vợ ơi, vợ có còn khát nữa không? Hết khát rồi. Lý Nguyệt giận dữ nhìn Tô Thương, mặt đỏ ửng, thẹn quá hóa giận nói, Tô Thương, anh với con lạc đà alpaca có phải là có họ hàng gần không? Sao toàn là thích phun nước miếng thế hả? Lần sau cứ tiếp tục như thế, em sẽ không hôn môi anh nữa đâu. Tô Thương nghe xong, dùng giọng điệu tổng đài bá đạo, nghiêm túc nói, hừm. Em gái, em không hôn môi anh, thế em muốn hôn môi với ai hả? Muốn hôn ai thì hôn, dù sao thì không hôn với anh nữa. Cái đầu nhỏ của Lý Nguyệt hất lên kiêu ngạo nói. Ha ha, em gái, em chọc giận anh thành công rồi đó. Bây giờ anh sẽ cho e thấy nụ cười đều giả của anh cùng với vẻ mặt mang 6 phần hờ hững, 8 phần lạnh lùng, 9 phần khinh bỉ, để rồi sau đó anh sẽ bắt đầu giày vò em. Tô Thương hung dữ nói. Phù. Lý Nguyệt đột nhiên cười một tiếng, Tô Thương, anh thế này trông thật ngốc. Tô Thương không chần chờ,
hôn thêm một lần nữa, Lý Nguyệt lập tức không nói nữa. Mặc kệ là con gái hay là phụ nữ, đối phó với họ, đừng quan tâm quá nhiều, chỉ cần mò mẫm vài cái, hôn nhiều hơn hai cái thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lần này sau khi hôn thật dài, Lý Nguyệt ngoan ngoãn rúc vào ngực của Tô Thương, hành động của hai người trông cực kỳ ngọt lịm. Hoa Khôi khoa tài chính Lý Nguyệt. Hoa Khôi khoa tài chính gì chứ? Cô ấy đến từ câu lạc bộ múa, tôi xem cô ấy múa rồi, nói là Hoa Khôi cũng không đủ đâu. Vài ngày trước, video Lý Nguyệt múa ở cây cầu lưới đỏ nổi tiếng trên Internet, thành tin hot trên các trang mạng toàn quốc, mấy người có biết không? Tất nhiên là biết rồi, nhưng đáng tiếc, cô ấy là vợ chưa cưới của Tô Đại Thiếu Gia, hôm nay video Tô Đại Thiếu Gia đánh phóng viên cũng hot rồi, công tử bột ăn chơi lêu lổng, quả thực là đồ cặn bã. Mẹ nó, người đàn ông đó là ai, sao lại dám hôn Lý Nguyệt, lại còn là hôn môi nữa chứ? Lý Nguyệt dĩ nhiên là không phản kháng, còn nằm trong lồng ngực anh ta. Khoan đã, người đàn ông này là Tô Đại Thiếu Gia sao? Một bông hoa nhài, cắm vào bãi cứt châu hả, thật đáng tiếc. Chấm chấm chấm. Từ khi Lý Nguyệt xuất hiện, liền thu hút một đám học sinh vây quanh, gây ra không ít ồn ào. Nhất là khi nhìn thấy Tô Thương và Lý Nguyệt ôm nhau, hiện trường lập tức sôi nổi lên, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy đáng tiếc thay cho Lý Nguyệt. Một bông hoa nhài cắm vào bãi cứt châu, ha ha, phân tích thật sự chính xác. Lúc này, Lý Nguyệt cười nói. Tô Thương nghe những lời này, lập tức xắn tay áo lên, thở phì phò muốn đi dạy lại mấy đứa học sinh đã nói ra những lời này. Tô Thương, bất giận, người ta chỉ là nói đùa thôi mà. Lý Nguyệt giữ Tô Thương lại, khuyên nhủ. Không được, những lời này sao có thể lấy ra làm trò đùa được chứ? Tô Thương nghiêm túc nói, em là vợ của anh tuyệt đối không cho phép bọn họ nói em là cứt trâu. Ặc, Lý Nguyệt dừng lại, nụ cười trên miệng chợt tắt. Sao em lại là cứt trâu được chứ? Mình rõ ràng là bông hoa nhài, không phải sao? Anh có phải là hiểu lầm gì câu nói này hay không? Chạy mau, Tô Đại Thiếu Gia thẹn quá hóa giận rồi. Cái tên Đại Thiếu Gia ăn chơi trác táng này đến phóng viên còn dám đánh. Nhất định sẽ không xem chúng ta ra gì đâu, đừng nên đắc tội với anh ta. Đám học sinh ở bên cạnh nhìn Tô Thương tức giận, đột nhiên bị dọa đến giải tán ngay lập tức. Hừm, xem như chúng mày chạy nhanh. Tô Thương nghiến răng nói, tất nhiên cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, lấy thân phận của anh ấy sẽ không thực sự tức giận với những học sinh này, dù sao thì vị trí cao thấp cũng khác nhau, vợ à, em không phải là khát nước chứ, đi, anh đưa em đi mua nước. Ừm, có điều em không muốn uống nước nữa, em muốn uống trà sữa. Lý Nguyệt cười nói. Được thôi. Tô Thương cười cười, sau đó liền nắm tay Lý Nguyệt, đi trên con đường nhỏ trong vườn trường. Bây giờ mới là mùa thu, gió chiều nhẹ nhẹ không hanh khô, không khí mùa thu thật sảng khoái. Cùng người mình thích đi bộ trong vườn trường, dưới chân dẫm lên những chiếc lá vàng, âm thanh xào xạc truyền đến, còn không phải là cảm giác yêu đương hay sao? Rất nhanh, Tô Thương và Lý Nguyệt đã đến được quán trà sữa ngoài cổng trường học. Lúc này, đang là giờ học, vì thế trong quán trà sữa rất ít người. Sau khi Tô Thương và Lý Nguyệt gọi trà sữa, liền ngồi xuống bên cạnh chờ. Tô Đại Thiếu Gia. Lúc này, ở cách đó không xa truyền đến tiếng của Vương Phú Quý, trong giọng nói tràn đầy kích động, Tô Đại Thiếu Gia, thật sự là anh sao? Còn có chị dâu Lý Nguyệt, xin chào. Hai người cũng cầm tay nhau luôn rồi hả? Tô Thương nghe thấy giọng nói đó, liền cùng Lý Nguyệt đi đến bên cạnh Vương Phú Quý. Trong lúc đó, Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, nghi ngờ nói, Vương Đại Thiếu Gia, cậu đây là đang làm cái gì vậy hả? Tôi hả? Ánh mắt Vương Phú Quý trốn tránh, cầm điện thoại lên thuận miệng ứng phó nói, ha ha, tôi đang cày TikTok. Cày TikTok? Đúng vậy, cày TikTok. Vương Phú Quý mở điện thoại ra, vừa mở video vừa nói, Tô Đại Thiếu Gia, anh không biết sao, đàn ông bây giờ, quá thảm thương rồi, một chút tôn nghiêm cũng không có. Anh nhìn xem trong video này, một đại lão gia to lớn vạm vỡ, bị vợ ông ấy nắm lấy tai rồi đánh, không dám đánh trả lại, chỉ biết kêu chít chít oe oe đau đớn. Vỏ sầu riêng. Đúng vậy. Giờ này phút này, Vương Phú Quý thực sự đang quỳ trên vỏ sầu riêng. Quần còn cuốn lại, đầu gối tiếp xúc trực tiếp với vỏ sầu riêng,
các vết máu có thể được nhìn thấy rõ ràng trên các bộ phận bên cạnh. Phụt, Lý Nguyệt ngồi bên cạnh thực sự nhìn không nổi nữa rồi, mỉm cười cười nói, Vương Đại Thiếu Gia, anh muốn cười chết tôi sao, mình còn phải quỳ trên vỏ sầu riêng, mà miệng vẫn còn chửi bậy những người quỳ trên bàn phím hay sao chứ? Sau khi cười xong, Lý Nguyệt cảm thấy mình có chút không lịch sự, thế là nói, nhanh đứng dậy đi, đừng giày vò mình nữa, để lâu sẽ thấy rất khó chịu đó. Ô ô ô, Tô Đại Thiếu Gia, chị dâu Lý Nguyệt, tôi cũng muốn đứng dậy lắm, nhưng mà không dám đứng. Vương Phú Quý lập tức rơi đầy nước mắt, khóc sướt mướt nói. Đàn ông mà khóc cái gì chứ, nhanh lau khô đi, đừng khiến ông đây mất mặt. Tô Thương chửi bậy một câu, sau đó tò mò nói, cậu đường đường là Vương Đại Thiếu Gia, ai dám bắt nạt cậu, để cậu phải quỳ lên vỏ sầu riêng thế này. Là bạn gái của tôi, Tô Đại Thiếu Gia, tôi đang yêu, hức hức hức. Vương Phú Quý tủi thân nói. Yêu đương không phải rất thoải mái sao, là chuyện tốt tốt, khóc cái rắm gì. Anh không hiểu được đâu Tô Đại Thiếu Gia. Ai ngờ, Vương Phú Quý khóc càng thảm hơn, một dòng nước mũi một dòng nước mắt nói, yêu đương khổ quá rồi, nếu có thể lựa chọn, dù có cận kề cái chết thì tôi cũng không yêu nữa. Rốt cuộc là chuyện gì, bạn gái cậu là ai? Tô Thương nghi ngờ nói. Tô Đại Thiếu Gia, người đó là Lưu Sở Điềm. Vương Phú Quý khuôn mặt đầy tủi thân nói, ngày đó anh nhắc về Lưu Sở Điềm với tôi, ai biết được cô ấy tối hôm đó lại đi đến nhà tôi làm khách chứ? Lúc nhỏ tôi với Lưu Sở Điềm có mối quan hệ cực kỳ tốt, cũng tính như dạng thanh mai trúc mã đó, chẳng qua tôi và cô ấy hơn 10 năm rồi không gặp nhau, ngày đó vừa nhìn qua, thấy cô ấy tướng tá cũng được, nên mới chịu không được mà nói với cô ấy vài câu, cô ấy cực kỳ nhiệt tình với tôi, lúc đối diện với tôi thì mặt cứ đỏ ửng lên, rõ ràng là thích tôi rồi đó. Vương Phú Quý nói tiếp, Tô Đại Thiếu Gia, con người tôi thì anh đã biết rồi đó, con gái chủ động tìm đến tận cửa. Tôi làm sao có thể bỏ qua được chứ, chúng tôi thường xuyên qua lại với nhau như thế, rồi cô ấy trở thành bạn gái của tôi, chúng tôi phát triển cực kỳ nhanh, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Nhưng Lưu Sở Điềm quá bảo thủ rồi, khi tôi nhắc đến chuyện đó, cô ấy liền trực tiếp từ chối liền, còn muốn đánh tôi nữa. Tôi đường đường là Vương Đại Thiếu Gia, làm sao có thể cam tâm tình nguyện để con gái đánh chứ, lúc đó tôi liền đánh trả lại. Nói đến đây. Vương Phú Quý nghiến răng nghiến lợi, khóc không ra nước mắt nói, nhưng, tôi phát hiện ra tôi căn bản đánh không lại cô ấy, người con gái Lưu Sở Điềm này, lại là người luyện võ, hơn nữa giống như đã đặt chân đến hóa kình rồi hay sao đó, cực kỳ lợi hại luôn. Tôi bị đánh rất thảm, hai ngày không xuống nổi giường, đợi sau khi tôi gần như hồi phục rồi, tôi liền đi tìm Lưu Sở Điềm, nói lời chia tay với cô ấy. Vương Phú Quý tiếp tục nói, chạm cũng không cho tôi chạm. Còn dã man như thế, loại con gái như thế này căn bản không xứng làm bạn gái của Vương Đại Thiếu Gia tôi. Nhưng mà Lưu Sở Điềm không đồng ý, còn nói tôi nắm tay cô ấy, cũng để tôi ôm cô ấy, làm cho tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Tôi trách cái cọng lông gì mà nhiệm hả, tôi trực tiếp tìm đến cha tôi, để nhà tôi ra mặt, trừng trị Lưu Sở Điềm, dù sao nhà họ Lưu họ cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, không dám chống lại nhà họ Vương chúng tôi. Vương Phú Quý càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng khổ cực hơn chính là, cha tôi với ông nội tôi, không những không giúp tôi, ngược lại còn nói chuyện với Lưu Sở Điềm, thậm chí còn quay sang đánh tôi một trận, bắt tôi phải đối xử tốt với Lưu Sở Điềm. Mẹ với bà nội tôi lại càng khoa trương hơn, hai người họ suốt ngày kéo Lưu Sở Điềm đi dạo, xưng hô với Lưu Sở Điềm thì toàn là trực tiếp gọi con dâu, cháu dâu. Người con gái Lưu Sở Điềm này, cũng không phản bác lại. Thậm chí còn vui vẻ đón nhận, nhìn có vẻ rất vui vẻ. Cô ấy thì vui vẻ rồi, còn tôi thì rất khó chịu. Nói xong lời cuối cùng, Vương Phú Quý vừa lau nước mắt vừa gào khóc, Tô Đại Thiếu Gia, trong lòng tôi khổ lắm luôn, anh chính là người anh em tốt nhất của tôi, nhất định phải đứng ra làm chủ cho tôi. Tô Thương xem như nghe cũng hiểu rồi. Chuyện của Lưu Sở Điềm, anh ấy trước đây đã biết rồi, chỉ là không nghĩ rằng Lưu Sở Điềm lại to gan đến thế. Lại có thể trực tiếp đi đến nhà Vương Phú Quý. Xem ra, tình yêu làm cho người ta trở nên mù quáng, Lưu Sở Điềm đã chấp nhận con người Trương Phú Quý này rồi, nên cũng trực tiếp đến thăm nhà luôn. Mà người nhà họ Vương, biết Lưu Sở Điềm xuất sắc như vậy, tuổi còn trẻ mà đã là người luyện võ hóa kình, tương lai còn phát triển hơn nữa,
nhất định là mong muốn đẩy nhanh tiến độ chuyện hôn sự của Vương Phú Quý và cô ấy. Vì thế, nhà họ Vương Phú Quý từ trên xuống dưới đều đối xử với Lưu Sở Điềm tốt như thế, xem Lưu Sở Điềm như người trong nhà họ rồi. Vương Đại Thiếu Gia, chuyện của cậu và Lưu Sở Điềm, tôi không tiện nhúng tay vào, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của hai vợ chồng trẻ nhà cậu. Lúc đó, Tô Thương cười cười nói, vì thế, tôi không thể giúp cậu được. Đừng mà, Tô Đại Thiếu Gia, chỉ có anh mới có thể giúp được tôi mà thôi. Tôi thật sự không muốn yêu đương với một người con gái dã man như vậy đâu, càng không muốn cưới cô ấy đâu. Vương Phú Quý dùng ánh mắt cầu xin nhìn qua Tô Thương, thành thật nói, Tô Đại Thiếu Gia, chỉ cần anh có thể giúp tôi giải quyết được chuyện phiền phức này, sau này mỗi ngày tôi đều giúp anh nằm vùng ở quán bar, chỉ cần có em kỹ thuật viên xinh đẹp nào mới đến, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh, sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho anh, để anh có thể yên tâm mà hưởng thụ. Được lắm Vương Phú Quý, những chuyện này trước đây anh cũng làm không ít đó nhỉ. Lý Nguyệt bên cạnh nghe vậy, đột nhiên vừa cười vừa nói. Hả, chị dâu Lý Nguyệt, chị sẽ không phải thật sự tin tôi đang nói đùa đó chứ? Vương Phú Quý chịu không nổi mà hỏi. Cậu cảm thấy sao, tôi lại không phải là kẻ ngốc. Thế tại sao chị lại không tức giận? Tức giận có tác dụng gì không? Lý Nguyệt vẩy vẩy mấy sợi tóc trên trán. Mỉm cười nói, Tô Thương là người gì chứ, tôi sớm đã biết rồi, không phải chỉ là quán ba cao cấp thôi sao, đi thì đi thôi. Không hổ là chị dâu, rộng lượng quá đi, Vương Phú Quý nhịn không được mà giơ ngón tay cái lên. Được rồi, Tô Thương có chút không được tự nhiên, anh ấy cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, mà nói, Vương Đại Thiếu Gia, đứng dậy đi, ngồi xuống uống ly trà sữa đã, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ bàn bạc rồi giải quyết với nhau. Yes sir. Vương Phú Quý đồng ý ngay, hai cánh tay chống xuống đất, chật vật đứng dậy, đã quỳ mất mười mấy phút rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi, đau chết tôi rồi, chân cũng tê hết cả đây rồi. Ai cho anh đứng dậy? Ngay lúc này, Lưu Sở Điềm mặc bộ đồ thể thao màu trắng bước vào, trong tay còn cầm một cái túi ni lông, trong túi ni lông là thuốc giảm đau tiêu sưng. Sau khi nhìn thấy Vương Phú Quý đứng dậy, sắc mặt Lưu Sở Điềm tối sầm lại. Lạnh lùng nói, quỳ xuống cho tôi. Phịch phịch. Vương Phú Quý nghe xong, không dám chần chờ một giây, trực tiếp quỳ lên trên vỏ sầu riêng, hai tay nắm hai tay, rõ ràng cực kỳ sợ hãi Lưu Sở Điềm. Vương Phú Quý, tôi chưa cho anh đứng lên, anh cứ quỳ đó cho tôi. Lưu Sở Điềm giơ túi ni lông trong tay lên, ánh mắt tràn đầy quan tâm, nói, ở đây có thuốc giảm đau tiêu sưng, sau khi anh chịu phạt xong, em sẽ đích thân bôi thuốc cho anh. Đến quán bar và bị bắt. Nhìn thấy sự tức giận của Lưu Sở Điềm, Vương Phú Quý liền thay đổi thái độ. Vừa rồi trong lòng đầy căm phẫn, không khuất phục, bây giờ lại tươi cười với vẻ hài lòng. Gần đến nơi rồi. Khi Lưu Sở Điềm nghe được những lời nịnh hót của Vương Phú Quý thì cô ấy không tức giận nữa, thậm chí còn có vẻ xấu hổ. Tô Thương và Lý Nguyệt ngồi bên cạnh thấy vậy liền sững sờ một lúc, cả hai người đều im lặng không nói gì. Còn đùa như thế được sao? Mặt Vương Phú Quý liền biến sắc. Còn Lưu Sở Điềm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không thấy là Vương Phú Quý đang ba hoa nịnh hót sao? Cô không cảm thấy ngại sao? Phía trước, Tô Đại Thiếu Gia. Lúc này, Lưu Sở Điềm nhìn thấy Tô Thương, cô muốn gọi Tô Thương là tiền bối, nhưng cô lại đổi ý khi nghĩ đến những gì Tô Thương đã sắp xếp trước đó nên cô đã nhìn về phía Lý Nguyệt bên cạnh mà nói, đây là... Xin chào Lưu Sở Điềm, tôi là Lý Nguyệt. Lý Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, trước đây, lúc nhỏ chúng ta có chơi với nhau đấy, nhưng vì thời gian trôi qua lâu lắm rồi nên tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chị là chị Lý Nguyệt. Lưu Sở Điềm ngọt ngào nói, quả thật là em cũng không nhận ra chị, nhưng em nhớ tất cả kỷ niệm khi còn nhỏ. Chúng ta lúc đó cùng chơi với nhau vui biết bao. Lý Nguyệt mỉm cười tò mò hỏi, Tiểu Điềm Điềm à? Vương Phú Quý rốt cuộc là đã gây ra chuyện gì mà bị em phạt quỳ sầu riêng vậy? Đừng nói nữa, tên thối đó tối qua qua đêm ở quán ba bị em phát hiện. Lưu Sở Điềm liếc nhìn lườm Vương Phú Quý một cái rồi tức giận nói, không chịu an phận, có người yêu rồi còn dám đi quán ba, thật to gan. Tiểu Điềm Điềm à, bớt giận đi, đừng lấy lỗi lầm của cậu ấy rồi tự làm khổ bản thân, em tức giận như thế không đáng đâu. Lý Nguyệt cười an ủi nói. Mau cho Vương Phú Quý đứng lên đi,
cậu ấy quỳ cũng lâu rồi chắc cũng bị thương rồi đấy. Anh ấy xứng đáng bị như vậy. Lưu Sở Điềm tức giận nói, sao lúc anh ấy đến quán ba tìm mấy em chân dài thì sao không nghĩ đến kết cục như vậy đi. Anh thật sự không muốn đến đó đâu. Vương Phú Quý nghe Lưu Sở Điềm nói vậy liền xen mồm vào nói, đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu được tại sao em lại biết anh đi đến quán ba, còn biết anh đi hộp đêm nữa chứ. Bác Phương nói cho em biết đấy. Lưu Sở Điềm nói thật. Cha anh sao? Ừm. Lưu Sở Điềm nói tiếp, bác Phương cũng nói, để bác ấy phạt anh thật nghiêm. Vương Phú Quý à, anh chấp nhận số phận đi, đời này anh có trốn cũng không thoát khỏi tay em đâu. Ôi trời ạ, hổ dữ không ăn thịt con, mà bây giờ cha thật sự phản bội con sao, chúng ta còn có thể là cha con tốt sao? Vương Phú Quý buồn bực nói, Tô đại thiếu gia, tôi bị chính cha mình bán đứng. Chuyện này thật là khó hiểu, tôi phải tìm ai để nói lý lẽ bây giờ. Nói xong, Vương Phú Quý nghĩ đến số phận của mình sau này mà cố kìm nén hai hàng nước mắt. Tiểu Điềm Điềm, em xem em nặng tay với Vương Phú Quý quá rồi, mau cho anh ta đứng lên đi. Lý Nguyệt nói tiếp. Không được. Lưu Sở Điềm lại nhất quyết nói, em định phạt anh ấy quỳ 2 tiếng đồng hồ. Mới được một lúc thôi. Phải bắt anh ấy quỳ 2 tiếng thì mới nhớ lâu được. Lý Nguyệt cũng không biết nói thế nào nữa, nên kéo kéo áo Tô Thương, muốn Tô Thương giúp Vương Phú Quý giải vây. Giao cho tôi đi. Tô Thương cười, nhìn Lưu Sở Điềm nói, Lưu Sở Điềm, cô với Lý Nguyệt đã nhiều năm như vậy mới gặp lại nhau. Hai người đi shopping mua sắm đi, cùng nhau nói chuyện hàn huyên tâm sự. Chuyện Vương Phú Quý lần này tha cho cậu ấy đi, hãy cho cậu ấy một cơ hội để sửa sai. Thôi được rồi. Lưu Sở Điềm không phản đối nữa mà đồng ý. Đi thôi, Tiểu Điềm Điềm, Giang Bắc mấy năm gần đây thay đổi rất nhiều, chị sẽ dẫn em đi shopping mua sắm nào. Lý Nguyệt kéo tay Lưu Sở Điềm nói. Vâng, cứ như vậy, Lý Nguyệt cùng với Lưu Sở Điềm rời khỏi quán trà sữa. Trước khi đi, còn để lại thuốc chống sưng và giảm đau lại, chắc chắn là trong lòng Lưu Sở Điềm rất thương Vương Phú Quý. Vương Phú Quý, bây giờ cậu có thể đứng lên được rồi. Tô Thương đá Vương Phú Quý một cái và nói. Chết tiệt, Tô đại thiếu gia thật là tài tình, chỉ một câu mà đã thuyết phục được người đàn bà Lưu Sở Điềm đó. Vương Phú Quý với vẻ vô cùng sùng bái Tô Thương, nghiến răng cố gắng đứng dậy, nhưng chân đã tê dại, vẻ mặt đau khổ nói, Tô đại thiếu gia, đau quá, giúp tôi một tay. Tô Thương cười cười, sau đó đỡ Vương Phú Quý đứng lên, Vương đại thiếu gia à, thân thể của cậu tệ thế. Rõ ràng là bị rượu chè gái gú làm cho kiệt quệ. Mới quỳ không được bao lâu mà đã không đứng dậy được, sau này nên ít đi quán ba đi. Này, Tô đại thiếu gia à, chúng ta người 8 lạng kẻ nửa cân, không ai thua ai nên cậu đừng ra vẻ như vậy. Vương Phú Quý than thở, nhưng nhìn Tô Thương mà không nhịn nổi, anh ấy hỏi, Tô đại thiếu gia, mau nói cho tôi biết, cậu đã làm như thế nào mà Lưu Sở Điềm lại nghe lời cậu như vậy? Tô Thương xoay chiếc vòng lưu trữ bên tay phải, thành thật nói, bởi vì tôi mạnh hơn cô ấy nên cô ấy coi trọng tôi. Cậu mạnh sao? Vương Phú Quý bĩu môi nói, thôi đừng có ba hoa nữa, đều là công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ. Cậu so với tôi cũng không bằng, cậu chỉ là đồ phế vật trong mắt mọi người ở Giang Bắc. Còn Lưu Sở Điềm lại là cao thủ hóa kình, cậu so với cô ấy mà là mạnh hơn sao, thật là biết nói đùa. Ha ha, tôi không giống cậu. Tô Thương hai lòng bàn tay ngưng tụ một viên tinh lực, cười nói, tôi bây giờ cũng là cổ võ giả, cậu đã nhìn thấy tôi biến hóa chân khí chưa, tôi đã là võ đạo tông sư rồi đấy. Mẹ kiếp, thật hay đùa vậy. BPQ nhìn chằm chằm chân khí trong tay Tô Thương không thể tin nổi mà nghi ngờ nói. Tô Thương nghe vậy liền trực tiếp dùng linh lực đánh nổ nửa ly trà sữa ở trên bàn, nhếch miệng cười nói, cậu nghĩ sao? Thật là không thể tin được. Vương Phú Quý vẻ mặt đầy kinh ngạc, Tô đại thiếu gia, cậu bắt đầu tu luyện từ khi nào mà có thể trở thành cao thủ tông sư vậy, ông nội của tôi cũng ở trình độ này mà thôi. Ha ha, do tôi may mắn thôi. Tô Thương vỗ vai Vương Phú Quý nói, Vương thiếu gia, Lưu Sở Điềm thực ra đó là một cô gái tốt, cô ấy rất thích cậu đó. Chỉ cần cậu có thể thu phục được cô ấy thì cô ấy chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất. Thu phục cái con khỉ. Tôi chỉ cần không làm vừa lòng cô ấy thì sẽ bị đánh tơi tả rồi. Vương Phú Quý nhăn mặt nói. Tôi thật ra có thể giúp cậu trở thành cổ võ giả.
Nhưng mà cách này thì chiều hư cậu quá, không phát triển cao được. Cậu là bạn tốt nhất của tôi, nên tôi không muốn sự phát triển của cậu bị hạn chế. Tô Thương suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, như vậy đi, cậu đợi tôi mấy ngày nữa, tôi chuẩn bị một chút rồi cho cậu khả năng đánh bại Lưu Sở Điềm. Thật sao? Vương Phú Quý há hốc mồm hỏi. Tô Thương gật đầu nói, tin tôi đi. Với khả năng hiện tại của Tô Thương thì có thể biến Vương Phú Quý trở thành cổ võ giả dễ như trở bàn tay. Thậm chí, anh ấy chỉ cần cho đi một ít linh khí thì Vương Phú Quý đã trở thành võ đạo tông sư trong nháy mắt rồi. Chỉ có điều là, hệ thống cổ võ tương đối cổ hủ, hơn nữa còn đề cao thực lực nên sẽ có mức độ hạn chế, cho nên đây không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.